Nam mô Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần tỳ chúng thực. Nghĩa phải ngồi một chỗ mà ăn, chẳng được ăn rồi khỏi chỗ ngồi lại ngồi ăn nữa. Sa di học sứ ghi nghĩa là rửa bát đứng dậy, sợ lúc ăn qua rồi có việc chánh thì khai. Thế đây quý thầy thấy là trong phần quay nghi, tức là tỳ chúng thực, là đây là chư Phật chư Tổ dạy cho mình làm sao, tức có nghĩa là ngồi một chỗ mà ăn, chẳng được ăn rồi khỏi chỗ ngồi lại ngồi xuống ăn nữa. Có nghĩa là chẳng hạn như mình ăn trên quả đường, cái quý thầy ăn xong cái xuống dưới nhà bếp quý thầy ăn tiếp một lần nữa, cái sao nữa ra nhà tròn ăn tiếp một lần nữa thì cũng được. Mà tùy sao, có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy mà có công chuyện, chẳng hạn như những quý thầy mà quay phim hoặc quý thầy chi sự đồ có việc cần, chẳng hạn như ăn nửa chừng mà có những người kêu công việc thì đến ăn lại lần thứ hai thì được. Tức là ở đây nói nè, có việc chánh thì khai. Nghĩa chẳng ăn, chẳng được ăn rồi lấy ngón tay quát trong chén bát mà ăn. Sa di học sứ ghi nghĩa là lấy ngón tay quát trong chén bát thì đồng như ngạ quỷ, chẳng phải đạo phẩm của người xuất gia, cũng chẳng được lấy lưỡi mà liếm. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình ăn xong rồi còn chất đường hay là chất canh, chất gì mà dính ở trong bát á, cái quý thầy lấy ngón tay quát lên, cái mình liếm thì đây không có được, thì nói đồng giống như ngạ quỷ, mà chẳng phải là đạo phẩm của người xuất gia. Như đổ cơm trên bàn phải lượm bỏ vào bát rồi mới ăn. Chẳng hạn như quý thầy đã ăn cơm á, mà những cái hộp cơm nó rớt trên bàn mà quý thầy lượm lên bỏ trong miệng thì cũng đúng pháp, phải bỏ trong cái bát của mình á, rồi mới tiếp tục ăn. Nghĩa phàm ăn chẳng được ăn mau lắm mà cũng chẳng được ăn lâu lắm. Sa di học sứ ghi mau thì lỗi phép tắc, mà lâu thì động chúng. Quý thầy thấy không? Cái nghĩa là mình ăn mau cũng được, mà ăn lâu quá thì động chúng. Nhiều khi chúng ăn hết rồi còn có một mình ăn à, thì quý thầy để ý là tất cả mọi người đều nhìn lên đâu, nhìn lên đồng hồ. Thứ hai nó nhìn qua mình, phải không? Thấy cũng kỳ lắm. Cho nên ăn lâu quá cũng được đó. Nghĩa đem đồ ăn chưa đến chẳng được sanh phiền não. Có nghĩa là chẳng hạn như quý thầy mà đang ăn dĩa cơm hết, hoặc canh hết, hoặc đồ xào gì hết á, cái mà hành đường chị Nhật chưa kịp đem đến, cái mình sanh cái tâm lên phiền não thì không có đúng. Sa di học sứ ghi người hành đường tức là luôn luôn làm lợi ích cho người ăn. Có nghĩa là quý thầy mà hành đường á, ngày xưa chúng tôi làm hành đường là mong mỏi, chẳng hạn như bữa nay mình làm một món đồ xào, hoặc nói khác hơn mình nấu một nồi canh á, ai cũng mong muốn là đại chúng trưa nay ăn hết đó. Ăn hết mình rất là vui, mà bữa nào ăn không hết thì bốn thầy hành đường đều buồn hết á. Quý thầy nghiệm là đúng không? Ở đây nói nè, người hành đường tức là luôn luôn làm lợi ích cho người ăn. Nếu tâm giữ đúng năm phép quán, thường sanh lòng hổ thẹn thì phiền não tự nhiên chẳng sanh. Nếu một người phiền não thì bốn người ngồi chẳng an, thì chai đường biến thành nhà phiền não. Có nghĩa là trong cái mâm đó bốn người ngồi mà có một người phiền não lên đó, thì ba người cũng an ổn, phải không? Đó, nên cổ đức nói ngay ngay tứ cố khởi tham sân, niệm thực thôn tân khái thấu tầng, lục chúc xiến canh bao mãn khẩu, khai đơn chuyển bát hướng như lân. Nghĩa ngó trong bốn phía khởi tham sân, nghĩ ăn nuốt miếng ho khạc rần, húp cháo lua canh đầy tràn miệng, mở đơn khu bát tiếng quan răng.
Thì đây á, là cổ đức có nói mình á, chẳng hạn như á, mà nãy chúng tôi có nêu lên đó, là mình đang ăn mà sao canh hết, đồ xào hết, rồi cơm nhiều khi nó hụt nữa. Cái quý thầy ngó ở đâu? Thường thường á, mình để ý á, ngó qua rồi ngó lại coi thử ông hành đường bây giờ ông đi đâu không biết nữa. Khởi niệm lên, đây nói nè, ngó trong bốn phía khởi tham sân, khởi cái tham sân liền. Ở đây quý thầy có không? Mà ngày xưa chúng tôi đã mắc phải nè. Ai mà vào đây tu rồi mà chưa học quay ngay phép tắc đều dính hết đó, đúng không? Cho nên hồi bữa nãy có một thầy, thầy nói như thế này, là thầy ở chùa quê của thầy á, thầy chưa từng học qua giới luật quay nghi, rồi bây giờ được đủ cái túc duyên lên thiền viện Trúc Lâm học quay nghi rồi á, thầy mới nghĩ rằng ngày xưa mình làm những cái chuyện là phi pháp rất là nhiều. Thành ra ngày hôm nay học quay nghi rồi mình mới thấy là có những trường hợp mà mình khởi sanh cái tâm phiền não lên, mình tưởng mình đúng nhưng mà chậm đó, quý thầy thấy không? Cho nên á, là quý thầy coi mà trong cái quyển mà Sư Tử Tiết Bồm Sanh á, có một thầy Rinpoche, thầy cởi lại á, có nghĩa là một hôm á, có một số quý thầy mời thầy đến nhà một tín thí thọ trai, không? Đến thọ trai á, thì người ta rót sữa, rót hết là 3-4 bàn rồi á. Thì đến phiên của thầy thì tự nhiên sửa hết. Cái thầy khởi cái niệm sân lên, khởi cái niệm sân lên thì cái tín thí mới xuống nhà bếp á, lấy lên tiếp tục một ly sữa nữa. Thì thầy nói là tôi đã uống rồi. Thì tín thí rất đỡ ngạc nhiên, nói là hồi nãy là cái ly không mà lấy gì uống. Thì thầy mới cởi ra là hồi nãy là cái ý tưởng, ý niệm của ngài khởi lên cái niệm tham sân si là chính trong giờ phút đó đã uống rồi. Cho nên đây nè, ngó trong bốn phía khởi tham sân, mình ngó qua ngó lại khởi bực lắm. Giờ này không biết sao mà chưa đem canh cơm lên cho mình đó. Sao nữa, nghỉ ăn nuốt miếng ho khạc rần, rồi bắt đầu quý thầy tàng hán lên, tàng hán coi thử để mà huynh đợi mình nghe chứ cái gì hết á. Nhưng mà ở đây mà tàng hán mà không nghe thì rất là buồn đó. Rồi sao nữa, có những trường hợp mà quý thầy thấy nè, là trong cái tinh thần nhà Phật á, rất là quy diệu, rất là cao siêu. Hồi nãy chúng tôi tiếp một người, tức là một người Thiên Chúa giáo và người Úc, đây người Úc luôn đó nha, mà ở đây tôi thì không biết tiếng Anh, mà thầy Tính Đàm ông dịch ra tôi nghe chứ tôi rất là dở. Ông dịch ra như thế này, có nghĩa là vị này là Thiên Chúa giáo nhưng mà rất thích về Phật giáo và tìm hiểu về con đường thiền. Mà sở dĩ ông nói là sở dĩ bây giờ ông nghiên cứu á, không những ông mà người nước ngoài, chẳng hạn như người Mỹ, người Úc, người Pháp tìm hiểu về đạo Phật á, là đạo Phật có một cái hay là cái tinh thần quán chiếu. Chẳng hạn như tinh thần quán chiếu là mình đang sống sung sướng nhưng mà mình không chấp thủ vào cái cảnh giới sung sướng đó, mà mình quán chiếu là còn những người khác đang khổ đau hơn mình nữa. Thì với cái tinh thần quán chiếu đó, ông thấy đạo Phật rất là hay, rất là quy diệu. Cho nên ông tìm hiểu đến đạo Phật và ông xin một số sách nói về thiền bằng tiếng Anh đó, quý thầy tham. Cho nên bây giờ thế giới nói chung và những các đạo giáo khác á, tức là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, tất cả những cái đạo giáo khác mà họ có một cái thiện tâm á, họ cũng tìm đến về con đường thiền, mà chính là con đường thiền là con đường quán chiếu. Cho nên á, quý thầy thấy chẳng hạn như bữa nay mình ăn cơm có canh, có rau, có đầy đủ hết, nhưng mà mình quán chiếu lại những sự khổ đau của chúng sanh khác. Cho nên hả, mà thiếu hụt cái tự nhiên mình còn sanh tâm phiền não nữa. Bởi vì có cái tinh thần quán chiếu đó, cho nên Đại sư Ấn Quang dạy nè: cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. Bốn câu mình thấy rất là đơn giản nhưng mà tu cả đời cũng được. Quý thầy nghiệm đúng không? Có nghĩa là cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương, người đời nếu biết đủ, phiền não chẳng còn vương. Có nghĩa là chẳng hạn như có một dịp nào đó quý thầy đi trên một chiếc xe đò, hoặc khác hơn là quý thầy đi trị bệnh hay đi đâu đó, mà người ta cho quý thầy một ổ bánh mì khô, ổ bánh mì nguội mà quý thầy ăn bình thản, thì tự nhiên phiền não nó có dính, nó có mắc gì hết. Mà ở đây mình vừa khởi phiền não lên, tại sao mình ở Tùng Lâm mình ăn đầy đủ sung túc hết, mà bây giờ ngày hôm nay mình ăn rất là khổ cực, thì sao phiền não nó đến? Mà tinh thần của thiền là tinh thần của sự quán chiếu, và quán chiếu rất là sâu. Cho nên Bồ Tát Long Thọ nói á, mà trong giờ phút thực tại đó, nếu chúng ta nhớ được chánh niệm á, là tăng trưởng công đức. Nhớ chánh niệm là nhớ cái sự quán chiếu. Ở đây quý thầy nhớ, đừng có tưởng rằng chánh niệm ở đây là đi đứng nằm ngồi chúng ta thu thúc lục căn, mà ở đây Bồ Tát Long Thọ nói á, là nhớ chánh niệm là tăng trưởng công đức, là quý thầy đã quán chiếu sự khổ, có những người khổ hơn mình nữa. Quý thầy không biết chứ ở đây chúng tôi làm nhà khách nè, có một số mà người công nhân á, họ đến họ làm, họ cởi lại á, hiện tại bây giờ là 6 tỉnh miền Trung á, là quý thầy biết ăn gì không?
ăn mì gói, ăn gói sắm á, tự bảo lục là 4-5 lần liên tục đến. Cho nên là người ta bỏ những cái gói mì, rồi người ta đóng những cái vào bọc ni lông, ta dục xuống nước, họ trôi đâu ta vớt lên, rồi nhai sắm, không có nước, không có uống cái gì được hết. Không biết thầy thấy không? Cho nên ở đây á, mình ăn, dầu cho bữa nay là dở hơn cái ngày thường, nhưng mà mình phải dùng cái tâm quán chiếu đó, thì ngay trong giờ phút thực tại này, Bồ Tát Long Thọ nói á, là tăng trưởng công đức. Mà mình quên chánh niệm, mình không thấy được đúng như sự thật á, thì thêm lớn vô minh, hai con đường đó thôi. Ngay trong giờ phút thực tại đó, ăn mà mình biết đủ á, thì phiền não dứt mà công đức tăng trưởng. Còn ngay trong giờ phút thực tại này, nếu chúng ta không biết á, thì thêm lớn vô minh. Rồi Bồ Tát Long Thọ nói tiếp nữa nè, là sau khi chết á, là kể cả cha mình, mẹ mình, thầy tổ mình, bạn bè mình là không thể nào nương tựa được. Mà chính trong giờ phút thực tại này, chúng ta phải nương tựa cái gì? Quý thầy biết không? Nương tựa cái gì? Ở đây Bồ Tát Long Thọ nói là chính trong giờ phút thực tại này là chỉ có một cái duy nhất nương tựa được, đó là con đường thánh thiện, con đường của giới, của định, của tuệ, của chánh niệm. Mà con đường này á, là chỉ tự lực mình vươn lên, chứ mình không nhờ ai hết. Mà muốn được như thế thì trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cuộc sống tu tập á, là quý thầy á, và phải tăng trưởng con đường thiện pháp, con đường thánh thiện đó. Cho nên hồi bữa là có một Phật tử ở đây, quý thầy phải, nếu đủ duyên á, quý thầy phải chịu khó nghiên cứu sâu hơn một chút chỗ này nè. Giờ tôi nêu ra quý thầy trả lời nha. Có một Phật tử đến hỏi như thế này: bạch thầy, con coi kinh Áo Nghĩa Thư có nói chân thường của ngoại đạo, và như thế chân thường của ngoại đạo khác nhau giữa chân thường của Đức Phật như thế nào? Và trong cái Áo Nghĩa Thư đó họ cũng nói là thánh thiện, họ cũng nói là con đường vĩnh cửu, và họ cũng nói là ngay trong giờ phút thực tại này, họ cũng nói là con đường đến Niết Bàn. Như vậy giữa cái kinh Áo Nghĩa Thư á, và kinh Phật khác nhau như thế nào? Thầy trả lời thử coi. Đức Chí trả lời được không? Ai trả lời được giơ tay lên. Ai trả lời được đoạn này tôi thưởng một cuốn sách. Nói chung quý thầy phải nghiên cứu qua cái tinh thần của kinh Lăng Già. Ở đây nói này là tôi trả lời như thế này, là chân thường của Đức Phật là tự giác thánh chí, có nghĩa là chân thường của Đức Phật là chuyển từ Như Lai Tàng. Cái nghĩa là trong Như Lai Tàng của mình chứa là gì? Chứa thiện, chứa ác, chứa phải, chứa quấy, chứa những cái tập xấu, ích kỷ, tập đố của mình. Bây giờ một phen chuyển hóa hết. Còn chân thường của ngạo đạo á, là có một ấn thượng đế ở bên ngoài, họ chấp thủ, họ nghĩ như thế này: mình là tiểu ngã, còn thượng đế là đại ngã. Sau khi mình chết á, mình thở nhập cái chân thường này, mà cái chân thường này là cái chân thường đại ngã. Mà theo tinh thần của nhà Phật á, là đến như hàng thanh văn á, bậc duyên giác cũng chưa thấy được cái chỗ này. Mà chỉ có những người nào đi theo đúng cái lộ trình của Bồ Tát Đạo, hoặc nói khác hơn, cái lộ trình của Thiền Tông mới thấy được cái điểm này. Ở đây nói chân thường của Phật là tự giác thánh trí, có nghĩa là một phen phải chuyển hóa nội tâm. Mà muốn một phen chuyển hóa nội tâm đó, thì quý thầy sao? Đói đến mình ăn đúng không? Khát mình uống, phải đúng gì không? Hả? Quý thầy thấy đúng không? Ở đây nói nè, có nghĩa là muốn chuyển hóa được mà trở về cái tự tánh Như Lai Tàng, hay nói khác hơn, trở về cái tự giác thánh trí của chư Phật á, là chúng ta đói thì cũng ăn, khát thì vẫn uống, nhưng mà đều nằm trong bình diện giới định tuệ. Mà cái lộ trình thánh thiện này á, là chúng ta đang đi trên con đường hoàn thiện này, thì Bồ Tát Long Thọ nói á, là phải luôn luôn như gì? Nhớ chánh niệm để tăng trưởng công đức. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó, một khi chúng ta nhớ chánh niệm để tăng trưởng công đức đó, thì chúng ta chuyển gì? Chuyển hóa trong Như Lai Tàng, tức có nghĩa là dừng vọng tưởng điên đảo đó. Rồi, hoặc có cần dùng yên lặng chỉ trao, đừng nên cao tiếng nói lớn, đại chúng động niệm chẳng được khu chán bát thành tiếng. Sa di học xứ ghi, nếu đầy đủ oai nghi thọ thập, cầm bát tự nhiên không có tiếng. Cầm bát mà có tiếng, vì nhân thô tháo, một người thô tháo đã chẳng chịu nghe, nhiều người lại như vậy mà trai pháp xong chẳng có thành. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình ăn mình khua chán bát á,
thì cái phước đức, hay nói khác hơn mà cái người mà tín thí mà cúng dường buổi trai phạm hôm nay thì nó không có thành tựu được. Nghĩa chẳng được ăn rồi đứng dậy trước. Sa di học sứ ghi: vào chai đường thọ chai còn yếu là từ đầu chí cuối, ăn xong đứng dậy, có đầu mà không đuôi thì trái lời Phật dạy, khinh mạng đại chúng, trừ có công việc thì khai. Có nghĩa là quý thầy đang ăn nửa chừng cái mình bỏ, mình đứng dậy mình đi ra ngoài, thì đây nói là khinh mạng đại chúng, mình coi thường đại chúng, coi thường Phật, coi thường tổ, trái lời dạy của Phật tổ. Mà ở đây nói là trừ có công việc thì khai ra cho mình được đi, cho phép đó. Là trong đại lực có ghi lại là vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, sau khi mà thọ thực xong rồi thì thầy tỳ kheo này im lặng mà đi, thì các đàn quyệt mới nói như thế này: thì chẳng biết thầy tỳ kheo kia ăn đủ hay chẳng đủ. Thì thầy tỳ kheo kia bạch với Phật, Phật nói từ đây nên vì đàn quyệt nói một câu kệ rồi mới đi. Chẳng hạn như có một dịp nào đó quý thầy về thành phố đó, rồi có một số tín thí mời quý thầy đến nhà thọ thực, tức là thọ trai đó, thì sau khi mà thọ trai xong rồi á thì quý thầy phải làm gì? Tức là nói một bài pháp ngắn hay nói một câu kệ ngắn cho tín thí họ tăng trưởng thêm cái lòng phước nữa, tức là họ tăng trưởng cái niềm tin với Tam Bảo. Như bữa tôi về là tôi đi dắt một số quý thầy đi trị bệnh á, thì có một tín thí họ rất là thành kính về cái pháp môn của hòa thượng, và họ rất là thành kính với thầy, cho nên họ mời chúng tôi đến nhà thọ trai xong rồi đó. Sau khi mà thọ trai xong rồi á thì ngồi xuống là gia đình họ xúm lại, rồi mình phải nói một bài pháp rất là ngắn. Thì sau khi một bài pháp ngắn đó kết thúc á thì cái lòng mà tăng trưởng, hay là nói khác hơn mà cái niềm tin của Tam Bảo họ còn thêm lớn nữa. Mà mình làm giống như cái thời Đức Phật vậy, không có gì hết á. Chẳng hạn như sau khi với thầy ăn rồi á, với thầy ngồi trên bàn, thì gia đình họ, người cha, người mẹ, con cái họ ngồi xung quanh lại, thì với thầy nói một bài pháp rất là ngắn, không có dài. Thì sau khi mà nói một bài pháp ngắn rồi á thì mình chúc phúc cho họ thêm lớn cái công đức này, thì không có gì mà không có lỗi gì hết á. Đó, mà phải làm như thế vậy á thì tự nhiên họ có niềm tin với chánh pháp thêm nữa, thêm lớn cái công đức. Đó, cho nên á Phật nói là từ đây nên vì đàn quyệt nói một câu kệ rồi mới đi. Vào thời Đức Phật ngày xưa á, là các tín thí mà thỉnh các chư tỳ kheo mà đến nhà thọ trai ăn xong rồi đều thiết một bài pháp hết. Có những mẫu chuyện mà tôi đã từng kể rồi đó, đó. Tức là phải ăn xong rồi nói một bài pháp hay nói một câu kệ ngắn rồi mới đi. Hoặc có lỗi chúng tăng nghe tiếng bạch trì chẳng được kình trống, chẳng chịu. Sa di học sứ ghi: bạch trì là gì? Là phép cử tội, hoặc mình không chịu sanh sân trái phép lục hòa, tức chẳng phải là bậc hảo tăng. Thì quý thầy biết á, ngày xưa á, trong cái chốn Tùng Lâm là nghiêm khắc lắm, chứ không phải như mình bây giờ. Chẳng hạn như là sáng nay có một thầy tỳ kheo nào mà bị phạm một cái tội nào đó, thì cái quỷ Di Na hay là cái quỷ mà quản chúng á, là đánh kiền trì lớn lên, đánh lớn giống như hồi ba hồi trống Bát Nhã vậy, quăng tập đại chúng lại để cử tội. Ngày xưa quý thầy không biết chứ, những cái quỷ mà làm chức chi sự hay là quản chúng á, là đa phần á là chọn những người có tài, cái đức đã đành rồi. Mà quý thầy tố thầy biết là gì nữa không? Tướng trong triều đình không á. Chẳng hạn như là ngài Quỷ Minh trong cái dưới hội của ngài Ngũ Tổ là tướng gì? Tứ phẩm, chứ không phải dở. Tứ phẩm mà quả tướng rất là nhiều, cho nên á một hôm mà ngài mà tiệm nghiêng mà đánh ngài Đậu Ngộ đó, sau khi mà đánh xong rồi á, thì ngài Đậu Ngộ nói ngài tiệm nghiêng á: thôi ông đi, ông đừng có về, ông chỉ sử cũng hay được thì cũng mệt. Thì thiền sư thì đâu có sân nữa, mà chi sự thì sao? Chứ chứng đạo thì xong, thì xong thì đánh nó có gì. Cho nên ở đây nói nè, là bạch trì rồi, mình thấy cái pháp Tùng Lâm ngày xưa rất là nghiêm. Quý thầy vừa coi cái hành trạng của thiền sư Văn đó, mà cử cái chức chi sự mà không làm á là đánh mấy trăm roi. Quý thầy thấy là đánh mà chảy máu luôn đó. Hồi bữa tôi lên tôi kể câu chuyện này cho hòa thượng, hòa thượng nói sao bên đó nó khó dữ hả? Hòa thượng nói gì đó, là tôi kể là bên đó mà cử cái chức chi sự mà không làm là nập xuống đánh luôn. Chứ không phải như mình ngày xưa là những cái chùa mới cái hiện đại là thôi, chùa Cam Ân đó, chẳng hạn như cử với thầy làm chi khố mà với thầy không làm là nọc trước đại chúng đánh chi sự đó, nọc xuống đánh. Mà chi sự ngày xưa là có quy lắm, tức là một người có đủ tài đủ đức rồi cử ra chi sự rồi là coi hết luôn, nắm gồm thâu hết luôn đại chúng. Mà bữa tôi coi cái tờ báo á, là bên Tây Tạng á, là có một cái trường
chừng cũng tu như mình vậy nè, mà 2560 vị tăng, mà trong đó cởi lại có một chú Sa Di mà bị phạm một cái lỗi nào tôi cũng rõ, mà nọc ra đánh là máu da thịt nó dính liền theo cái roi luôn, làm chi sự cũng đánh là có lệnh luôn á. Bởi vì đông quá, nếu mà làm thường thường thì chúng nó lọ. Cho nên đây nói là bạch trì là gì? Là phép cử tội. Mà nếu mình không chịu ra, mình sanh nổi sân lên á, thì không phải là bậc hảo tăng. Người xưa các ngài ra liền đó. Cổ đức nghe nói lời thiện thì bái, có chỉ lỗi thì vui. Ấy là khí tượng của bậc hiền thánh, sao ta không bắt chước? Đây thì nói cổ đức á, mà nghe chỉ lỗi thì rất là vui. Thì đây á, mình không có bạch kiền trì nữa mà gì? Một tháng thỉnh nguyện đó, chẳng hạn như mình có cái lỗi gì đó, là những quý thầy lớn hoặc huynh đệ mình họ nêu ra, thì mình bước ra, mình nhận cái lỗi, mình sám hối rất là rõ, thấy không? Ở đây nói nè, là mình sau khi mình sám hối rồi á, thì khí tượng của bậc hiền thánh chứ không phải là dở. Trên đời này ai cũng có lỗi đó, mà biết sám hối, biết cải đổi thì là người tốt đó. Ở đây nói là sao ta không bắt chước. Nghĩa trong cơm có thóc lột vỏ mà ăn, có nghĩa là quý thầy đang ăn cơm mà có một hộp thóc á, thì với thầy phải làm gì? Lột chứ không phải là bỏ dục, đúng không? Thì trong Sa Di học xứ ghi á, thiền sư Chí Phùng á, một hôm ngài ngồi yên trong tỉnh thất á, thì có một vị thần quỳ trước mặt. Thì sư mới hỏi ai, thì thần mới đáp là con là thần hộ giới. Thì sư mới nói á, là ta lo tội phước chưa xong, ngươi có biết ư? Thì thần nói á, là sư có không có tội gì hết á, chỉ có một cái lỗi nhỏ. Là thì vị tăng mới hỏi là lỗi gì, thì vị thần mới đáp như thế này: phàm là nước chán bát cũng là hoặc người thí chủ, sư thường hắc đổ chẳng phải phép như vậy, nói rồi ẩn mất, sư từ đó đều uống hết. Thì có cái tích như thế. Thì ngày hôm nay quý thầy ăn xong rồi quý thầy làm gì? Tôi thấy quý thầy làm gì, có nghĩa là đổ nước trà trong cái chén, cái mình quét xung quanh cái mình uống. Ngày xưa tôi vào trong chùa chưa học qua cái pháp này, thì tôi có một vị thầy là tôi ăn xong rồi thì chán rồi xúc miệng cái xúc ra hoài, mà đây là dở phải không? Làm thầy đó đánh tôi bạt tay liền, đánh chúi nhủi luôn, làm chỉ ngay trong đó chỉ luôn. Mà ở với mấy ông thầy miền Trung đó, rất là khó đánh không à, chứ không phải nói như chuyện như mình. Chẳng hạn như vừa mà chán xong mà đổ ra hoài đâu, tán bạt tay. Xưa tôi ở tôi còn nhớ, tán bạt tay là ông chỉ tại chỗ luôn, ông nói là nước đó phải uống, mà ông có cởi ra cái tích cái gì đó mình cũng biết. Ngày hôm nay tôi lục ra tôi thấy ở trong Sa Di học xứ tôi ghi rất là rõ. Có nghĩa là mình ăn xong rồi mình chán xong rồi mình uống, nước đó không có bỏ. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên tổ tiên lược sư nói, mạng nhờ ăn uống mà sống, đạo do ăn mà còn, cho nên phải yêu tiếc, chớ nên khinh bỏ. Đó, có nghĩa là gì? Tức có nghĩa là cái gì mình cũng ăn, cũng uống hết chứ không có được bỏ. Nghĩa, chẳng được thấy món ngon, sanh lòng tham luôn miệng mà ăn, chẳng được ăn bích chúng. Sa Di học xứ ghi, chẳng cùng chúng mà ăn, nghĩa là mười phương tập hợp, cơm cháo đồng ăn, hoặc tăng mít chúng định giá thành tội. Ăn mít chúng là người không biết hổ thẹn, tăng chưa ăn chẳng được hưởng trước, trừ người làm việc ăn không có cái lỗi. Chẳng hạn như bữa nay quý thầy có công chuyện đi về miền Bắc á, thì đúng ra 11 giờ rưỡi ăn mà quý thầy xuống ăn trước, dọn ra như bữa thầy cố vấn vậy, ăn vậy đó, chẳng hạn vậy đó, ăn xong rồi để mình có thì giờ mình đi xa đó thì không có lỗi. Còn đây mà quý thầy đang hành đường, đang trì nhật, chẳng hạn như quý thầy sắc, thấy gì ngon quý thầy bỏ nguyện ăn thì định giá thành tội trộm. Quý thầy nhớ kỹ nha, có nghĩa là nếu mình ăn á, ăn cái đó gọi là mít chúng, là người không biết hổ thẹn, tăng chưa ăn chẳng có được hưởng trước. Đây mình hưởng trước ai? Nhiều khi mình hưởng trước Phật luôn, chưa cúng Phật mà, chưa cúng Phật cạch tăng nữa mình ăn trước, đó là định giá thành cái tội trộm quy ra đó. Rồi chúng ta học qua cái bài thứ 6, tức là phép lễ bái. Theo Thích Môn Quy Kính có ghi, đầu mặt tiếp xúc với chân Phật là nghi thức chính của lễ bái. Đầu diện lễ túc, cái nghĩa cái đầu á, mình lễ dưới chân, hoặc đảnh lễ Phật túc, vì chỗ cao nhất trong thân thể của ta là đỉnh đầu, chỗ thấp nhất trong thân thể của người là chân, cho nên đem chỗ cao nhất của ta tôn kính chỗ thấp nhất của người để biểu thị sự lễ kính cao tột. Thì cái phép mà lạy của mình á, quý thầy lạy như thế nào? Hai tay ngửa, hai tay úp. Ở đây thường thường nè, úp là biểu tượng gì biết không? Ai biết biểu tượng gì?
Thì đây là theo Đại Đường Tây Quốc Ký ở Ấn Độ có ghi là có 9 cách lễ bái gọi là thiên chúc củ nghi. Thì lần lần xuống tôi nêu ra cho quý thầy thấy tại sao mà mình lễ úp xuống. Là trong lúc quý thầy lễ mà úp hai cái bàn tay xuống là hồi nãy tôi nói là cái tinh thần của nhà thiền rất là hay. Mà trong giờ phút thực tại đó quý thầy phải dùng cái tâm mà quán chiếu. Quán chiếu tưởng tượng như có một vị Phật đang đứng trước mặt mình. Vào thời ngày xưa là bên Ấn Độ họ tôn kính Đức Phật á, họ rất là tôn kính Đức Phật. Cho nên họ đến họ làm gì? Họ ôm hai dưới chân Đức Phật, họ cúi đảnh lễ xuống. Rồi sao nữa? Họ đứng dậy rồi họ hôn vào trong cái lỗ mũi của họ đó. Để mà họ gì? Họ rất là cung kính Đức Phật. Cho nên ở đây mình đảnh lễ xuống. Và lúc mà đảnh lễ là quý thầy phải dùng cái tâm quán chiếu, thấy có một vị Phật đang đứng trước mặt mình. Thì cái tinh thần lễ lại là như thế. Ở đây nói nè, một là dùng lời thăm hỏi, hai là cúi đầu tỏ vẻ cung kính, nghĩa là nhiều khi mình gặp quý thầy mà lớn hơn mình chút xíu mình cúi xuống cũng là lễ bái đó. Rồi thứ ba là giơ tay cung kính vái chào, thứ bốn là chắp tay ngang ngực, thứ năm là co đầu gối, thứ sáu là quỳ thẳng, thứ bảy là hai tay và hai đầu gối đều sát đất, thứ tám là năm luân hai khỉu tay, hai ống quyển trán đều co lại, thứ chín là năm quốc như trên gieo sát xuống đất. Rồi quý thầy mà học trong mà kinh Viên Giác có nói cái đoạn mà hồ quỳ hiệp trưởng á, quý thầy biết là cái gì đâu? Hồ là gì? Hả? Biết không? Thường thường Phật tử hay hỏi, nói bạch thầy con đọc trong kinh á, con không có hiểu cái từ mà hồ quỳ hiệp trưởng á. Biết không? Thì nhiều khi mình dịch ra là hồ quỳ hiệp trưởng là quỳ gối chắp tay. Nhưng mà tôi tra trong từ điển á, hồ là cái người gì? Người Ấn Độ. Hồ, người Hồ đó, Hồ Hán á. Người Hán là người Trung Hoa, còn người Hồ là người Ấn Độ. Hồ quỳ hiệp trưởng có nghĩa là người Ấn Độ, người Hồ á, họ quỳ xuống, họ đảnh lễ Đức Phật, gọi là hồ quỳ hiệp trưởng. Trong từ điển Hải Quan á, quý thầy cha cứu kỹ, quý thầy sẽ thấy đoạn đó. Có Phật tử hỏi, bữa Phật tử hỏi tôi nè, thì tôi mới ráy ra tôi cha nè. Đó, gọi là hồ quỳ hiệp trưởng. Rồi quý thầy thấy là người Tây Tạng mà lại toàn thân nằm sát đất luôn, phải lại như mình. Quý thầy có coi phim thấy không? Tức là họ lạy trước mà cây bồ đề đó, họ lạy họ sát xuống này, họ sải xuống, họ đứng lên, sải xuống đứng lên. Quý thầy biết không? Biết cái nghĩa đó không? Ai biết cho tôi lên. Rồi họ làm gì nữa? Họ làm mạng đà la là 10 ngày. Họ làm một cái mạng đà la lớn này, họ làm bằng cái cát ấy, họ làm xong tự họ xố bỏ. Quý thầy biết cái tích đó không? Hay là cái biểu hiện là gì không? Biết không? Chắc quý thầy biết, hỏi mới biết. Tôi cũng đâu có rành gì đâu. Ở đây á, là người Tây Tạng mà lại toàn thân nằm sát xuống đất á, là họ buông xả toàn thân, tức là thân tâm của họ đều cung kính với một bậc mà toàn giác, một bậc mà tối thượng. Hay nói khác hơn, họ buông xả hết cái toàn thân, họ hướng về một bậc giác ngộ tối thắng. Thì lúc này họ buông xả toàn thân luôn. Còn cái thứ hai nữa, cái biểu tượng mà họ làm mạng đà la đó, chẳng hạn như họ làm 10 ngày rất là cực khổ mà họ quét sạch hết luôn, là biểu thị cho cái sự vô thường. Trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta làm đủ hết tất cả để mà gom nhớt vào cái thân tâm của mình, mà ở đây là biểu tượng cho cái vô thường. Cho nên họ làm mạng đà la 10 ngày rất là cực khổ, xong rồi họ xóa sạch hết. Đó, biểu tượng cho cái cảnh giới vô thường mà Đức Phật đã chỉ dạy. Họ biểu tượng cho mình như thế. Ngày xưa tôi qua Canada, tôi không hiểu chỗ này, tôi mới hỏi một ông thầy Tây Tạng, tôi nói tại sao mà làm 10 ngày rất là cực rồi sau đó xóa hết. Ông mới nêu cái này ra, ông nói đó là biểu tượng cho cái sự vô thường, cho cái sự vô thường khổ không vô ngã đó. Trong kinh Hoa Nghiêm sớ 27, ngài Trừng Quán nói về tam lễ. Thứ nhất là đại bi lễ, thứ hai là tổng nhiếp lễ, thứ ba là vô tận lễ. Thứ nhất đại bi lễ là gì? Có nghĩa là mình lễ mà với cái tâm đại bi thù thắng từ trong cái chân tâm ra. Rồi thứ hai là tổng nhiếp, thứ ba là lễ vô tận khắp mười phương đó. Thì có những người họ nói như thế này, chẳng hạn như quý thầy là mình tu thiền rồi thì không có cần lễ lại gì hết, lễ cho có lễ thôi. Có những thầy nói như thế, vậy quý thầy thấy đúng không? Thì trong thiền thoại cái ghi lại là đời nhà Đường, hoàng đế Tiên Tông lúc mà chưa lên ngôi đó, thì vì lánh nạn cho nên ẩn cư trong chốn Tùng Lâm làm thư ký cho thiền sư Diêm Quang. Thì bây giờ có một vị thiền sư nổi tiếng nhất là thiền sư Hoàng Bá, ngài đảm nhiệm cái chức thủ tọa trong chùa. Thì sáng nào ngài cũng dậy rất là sớm hơn chúng ta, ngài đảnh lễ trước Phật, tức là đảnh lễ rất là thành kính tha thiết. Thì một hôm á, thì
Cái vị mà Hoàng đế Tiên Tông này, ông thấy thiền sư Hoàng Bá lễ Phật đó, ông liền hỏi á, là lúc trước thầy dạy trong chúng nói là không chấp Phật để cầu, không chấp Pháp để cầu, không chấp Tăng để cầu, bây giờ thầy lại chí thành lễ bái như thế, vậy thầy mong cầu cái gì? Có nghĩa là ngày xưa vào mà lúc mà cái giờ mà thính pháp tham thiền á, thì thiền sư Hoàng Bá nêu lên một cái tắc công án là không chấp Phật để cầu, không chấp Pháp để cầu, không chấp Tăng để cầu, mà bây giờ thầy lại chí thành lễ bái thì mong cầu cái gì đó. Thì thiền sư Hoàng Bá mới khai thị như thế này: không chấp Phật để cầu, không chấp Pháp để cầu, không chấp Tăng để cầu, cần phải như thế mà cầu, ông có hiểu chăng? Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây nói nè, ngài chí thành lễ bái ấy, thì ngài mới khai thị ấy, là mình không chấp Phật để cầu, không chấp Pháp để cầu, không chấp Tăng để cầu, cầu cần phải như thế mà cầu, thì ông có hiểu chăng? Thì lúc này quý thầy hiểu cái chỗ khai thị ngài không? Có nghĩa ngài chí thành lễ bái mà có một người họ đến họ nói bây giờ mình lễ Phật mình mong cầu cái gì, thì quý thầy mong cầu cái gì? À, mà chính không có chỗ chấp trước, phải không? Không có chỗ chấp trước, không có chỗ mà tam lưng không tịch đó, ngay chỗ mà tam lưng không tịch đó thì đó mới gọi là lễ Phật chân chánh. Lễ mà không có mong cầu, không chấp trước, chứ không phải mình đến mình lễ Phật mình cầu xin là gì, chúng gì, chúng số độc đắc hay gì đó, hay là cho con cái đỗ đạt, những người đời ta hay làm đó thì nó chặt. Còn đây á, mình lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng là mình chí thành đảnh lễ, đạt đến cái chỗ mà vô tận mà lễ đó. Thì Tiên Tông nghe xong nói: đã như thế thiền sư lễ bái lại có tác dụng gì? Nếu mà mình không có cần cầu cái gì hết, không có mong mỏi gì hết á, thì mình lễ Phật cái gì không có tác dụng. Thì thiền sư Hoàng Bá nghe xong á, thì mới dùng sức tát một bạt tay thật là mạnh, bóp vô mặt ông vậy. Thầy thấy không? Thiền sư là phải khai thị vậy. Sau này mà hòa thượng mà tịch rồi một cái là dưới cơ phong mình phải có những người vậy, mà cái người đó phải ngộ đàng hoàng nha, chứ không ngộ là bị nhân quả liền á. Sau này tôi thích là trong đại chúng mình phải có một người sức cách vậy. Nói là dùng gì? Dùng cái thủ thực của thiền, càng khôn đại nã di tâm pháp, bóp vô mặt. Phải có những người như vậy thì thiền nó mới sống lại được. Chứ thôi bây giờ với thầy nghiệm lại coi, hòa thượng nói hết rồi, nhiều khi người ta khinh thường thiền nữa, cái kiến giải rất là nhiều. Bây giờ với thầy không biết, chứ bây giờ ra chỗ nào cũng thiền á, kiến giải rất là nhiều. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi nói dưới chướng mình phải có một hai người dùng cái thủ thực giống như thiền sư Hoàng Bá, mà phải ngộ nha. Cho nên với thầy phải ráng tu, phải ngộ, thật sự ngộ luôn, là nói phía trước sau là bực vô mặt liền, quýnh đánh liền, chứ không phải. Phải có những người thủ thực gì á thì thiền mới sống lại được. Giờ hòa thượng nói hết rồi, lúc đó thiền mới sống lại được, chứ không thôi là thiền chết chìm luôn, thiền lũng là chìm luôn. Phải có những cái thủ thực. Cho nên mà sau khi mà vào cái đời của đến phiên của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, quý thầy thấy xuất hiện một cái bản kinh Pháp Bảo Đàn. Mà cái kinh Pháp Bảo Đàn này là cái tác dụng đưa đến là tuy rằng tinh thần đốn ngộ đó mà có ẩn chứa một cái tiệm ngộ nữa. Thì sau khi mà Lục Tổ mà tịch rồi đó, thì chia năm tông bảy phái, đến cái đời của ngài lắm tới phải có những con người xuất cách thì thiền mới sống lại. Chúng thôi họ đi theo kiến giải, những cái kiến giải mà chi ly trong cái tinh thần Pháp Bảo Đàn. Thì sau khi mà Lục Tổ tịch rồi thì tự nhiên mới có xuất hiện. Thì tôi bảo đã mai kia mà hòa thượng mà theo Phật phải có. Bây giờ quý thầy thấy hòa thượng dựng cái tông phong của thiền lên là có mình hòa thượng à. Mà bây giờ dưới chướng của hòa thượng đó, con cháu là có 1000, 1000 người rồi, tính ra 1000 rồi. Mà chẳng lẽ không có 1-2 người? Đây là tôi thấy có 1-2 người rồi đó. Có không? Đó. Thì lúc này ông mới nói nè: thầy là một người tu đạo, sao mà thô bạo như thế? Thầy là tu mà sao thầy thô vậy? Thì lúc này thiền sư Hoàng Bá nói: cho ông một tát nữa mới được. Ngay chỗ này mà ông nói là thô như thế, với thầy thấy kẹt không? Ngay chỗ này ông nói đừng có lễ Phật, đừng có lễ Pháp, đừng có lễ Tăng, mà ông nói thô với tới là ông còn mắc kẹt rồi. Đánh ông bạt tay nữa thì quất thêm một bạt tay nữa. Thì sau này với thầy biết không, sau này á, cái vị này mà lên làm hoàng đế á, lên làm hoàng đế rồi á, mới kêu ngài Hoàng Bá đến. Với thầy thấy rất hay nha cái câu chuyện này. Kêu ngài Hoàng Bá đến rồi mới khen thưởng. Khen thưởng là ngày xưa nhờ ngài khai thị hai cái bạt tay mà tôi tỉnh ngộ, ngay trong giờ phút đó tỉnh được. Quý thầy thấy không? Chứ không phải là kêu đến giết nhà, nhớ ngày xưa là các ngài rất là trượng phu đó. Rồi tiếp một câu chuyện nữa trong thiền thoại cái ghi lại á, là một hôm thiền sư Diệu Châu thấy đệ tử Văn Quyển lễ Phật, liền dùng gậy đánh một cái. Thì cứ ngược lại cái câu chuyện trên, có nghĩa là một hôm á, là thiền sư Diệu Châu
thấy thị giả là Văn Viễn đó đang lễ Phật, cái ngài dùng cái gậy ngài đánh lên một cái, hỏi ông đang làm gì, thì Văn Viễn đáp là đang lễ Phật, Diệu Châu Quở Phật cũng cần lễ sao? Đây mình coi rất là hay nha, có nghĩa là Diệu Châu Quở như thế này Phật mà cũng cần lễ sao? Thì Văn Viễn thưa lễ Phật cũng là việc tốt. Thì Diệu Châu nói việc tốt không bằng vô sự. Thì đây ngược lại câu chuyện trên, có nghĩa là lễ Phật là gì? Là nói nè, Phật cũng cần lễ sao? Có nghĩa là Phật đã giác rồi, mà đây là chúng ta đang ngồi thiền mà tìm lại cái giác ngộ nữa thì nó chọc lại vọng tưởng, hiểu không? Có nghĩa là chúng ta tìm lại cái vọng tưởng, cái vọng tưởng mà tìm lại nữa thành ra vọng. Ở đây nói là Phật cũng cần lễ sao? Thì Văn Viễn thưa lễ Phật cũng là việc tốt. Thì ngài nói, thiền sư Diệu Châu nói việc tốt không bằng vô sự, có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại đó, vọng lên vọng xuống với thầy rõ biết hết là đang trong cảnh giới vô sự, không thêm không bớt gì nữa. Thì đúng, ở đây ngầm chỉ một cái vi diệu hơn, có nghĩa là việc tốt là không bằng cái vô sự, chứ không phải bác cái sự lễ bái đó. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 24 ghi: người cung kính lễ bái Như Lai do thấy tướng hảo, rồi phát tâm vui mừng, sinh lòng khát ngưỡng, xưng niệm danh hiệu, tán hoa đốt đàn, bố thí cúng dường, thì đời sau được năm thứ công đức thù thắng. Thứ nhất là xinh đẹp, quý thầy mà thường lễ bái Đức Phật và quán tưởng sâu sắc đó, thì kiếp sau quý thầy ra ai nhìn thấy cũng phát Bồ Đề Tâm hết đó. Còn mình bây giờ thấy người ta chạy hết, đúng không? Cho nên mà quý thầy dưới này mà ai mà tướng hảo hảo là kiếp trước đã từng là gì, là xưng tán Phật, lễ bái Phật, mà bây giờ quý thầy được cái duyên thù thắng rồi bỏ thì cũng được ha. Đó, thứ nhất là rất là xinh đẹp, thứ hai là giọng nói hay. Giọng nói hay là giọng nói, chẳng hạn như mình nói thêm một chút nữa, một người mà họ có giọng nói mà sang sảng đó, là cái người đó rất là hào hiệp. Và một người mà có cái giọng ấm, giọng như chuông đó, là người này tệ lắm là cũng làm tướng, làm quan. Còn mà chẳng hạn như quý thầy mà nói sao, nói mà nó ra hơi ra như vậy là cái tâm thức, là cái khí của quý thầy nó ổn, rõ ràng cái giọng nói đó. Ở đây nói nè, là nhờ lễ Phật cái giọng nói với thầy rất là hay, du dương trầm bổng vậy, ai nói nghe cái giọng đó là thích rồi. Trong kinh mà Tạp Bảo Tạng có ghi lại á, là ông vua Ba Tư Nạc, ông đi ngang qua một cái tinh xá, lúc đó có Phật nữa, ông nghe cái vị tỳ kheo này tụng kinh, ông thấy là phải nói là bắt buộc phải thưởng tiền, cúng dường tiền, từ cái giọng mà du dương trầm bổng luôn. Thì ông mới kêu Đức Phật đến, ông thỉnh Đức Phật đến, ông nói bây giờ cái vị tỳ kheo này ra để con đảnh lễ, con cúng dường 10.000 lượng vàng. Thì Phật nói bây giờ ông đưa tôi đi, ông đưa để tôi kêu ra, chứ bây giờ ông mà thấy mặt rồi là ông không bao giờ ông cúng nữa, không bao giờ khởi tâm. Thì vua Ba Tư Nạc rất đổi ngạc nhiên, nhưng mà cũng cúng. Sau khi mà cúng xong rồi thì Đức Phật mới kêu cái thầy tỳ kheo ra. Quả tình vua Ba Tư Nạc mà sau khi mà thấy thầy tỳ kheo đó rồi, thôi phải nãy đừng cúng được rồi, uổng, thấy cái mặt là hết phát ngâm luôn. Thì vua Ba Tư Nạc nó rất đổi ngạc nhiên, mới hỏi Phật như thế này, tại sao mà một thầy tỳ kheo có một cái giọng du dương tầm trầm bổng mà khuôn mặt thì sao, thấy là tự nhiên không phát tâm Bồ Đề. Thì lúc này Phật mới kể một câu chuyện vào cái thời Đức Phật Ca Diếp á, thì cái vị quan này là quan đại thần. Thì sau khi mà Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn thì thiêu có rất nhiều xá lợi, mới xây lên một cái ngôi tháp để cúng dường, thì tất cả mọi người ai cũng đều tỳ hỷ quan hỷ đó. Thì cái vị quan đại thần này mới nổi cái sân lên, nổi cái niệm sân lên, nói như thế này là đã tịch, đã mất rồi mà bây giờ làm chi mà bỏ tiền bỏ củ ra, ông nổi sân lên vậy. Thì do cái nghiệp sân đó, cho nên bây giờ khuôn mặt ông ai nhìn thấy cũng sợ đó. Nhưng mà sau khi mà xây cái tháp lên rồi thì ông thấy rất là trang nghiêm thanh tịnh, thì ông phát cái khởi cái tính tâm lên, đến trước tháp ông sám hối. Rồi sau nữa ông cúng một cây linh, một cây linh ông treo lên, nhờ cái thành tâm sám hối đó và nhờ ông cúng cái linh đó, cho nên bây giờ ông được một cái tiếng du dương trầm bổng, rồi được cái túc duyên là ông sám hối, cho nên bây giờ ông gặp Phật tu chứng đạo. Nhưng mà khuôn mặt thì nó cũng sao, xấu xí, bởi vì nổi cái niệm sân đối với một bậc đồng giác. Rồi quý thầy thang cho nên phải kiêm hết nha, lễ Phật lễ gì quý thầy phải kiêm luôn. Chứ quý thầy mà rất là siêng lễ Phật, rất là siêng tụng kinh, mà đụng cái quý thầy sân, đụng cái quý thầy nói gì, nổi cáo, nổi phiền não lên thì nó cũng chặt hết, phải kiêm hết đầy đủ. Cho nên Bồ Tát thì hiện ra cuộc đời này rồi, quý thầy thấy có những thầy mà tôi thấy giống như là đường tâm tạng tái thế vậy. Nhìn là quý thầy muốn cúng dường là tôi nhìn là tôi cúng dường liền, phát tâm cúng dường liền. Còn đây người ta thấy mình ta chạy hết thì mình giáo hóa rất là ít. Mình nói thẳng vậy, giáo hóa rất là ít. Đó. Thứ ba là nhiều của báo.
Thứ bốn là sinh vào nhà quý tập. Thứ năm là sinh về cảnh giới an lành. Đó là năm cái phương pháp thù thắng. Kinh Bản Duyên nói, nếu với tâm tinh sâu kính lễ dưới chân Phật, người này đối sanh tử chẳng còn vướng lâu nữa. Chỉ cần lễ Phật thôi, có nghĩa là mình kính lễ dưới chân Phật á, thì người này đối với sanh tử chẳng còn vướng lâu nữa. Cúng dường tạo nhân duyên, ắt được quả báo lớn. Với tâm kính tinh dù, cúng đất vào bát Phật cũng được có quả báo. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là vào cái thời Đức Phật có một chú bé mà gì đó, tiền thân của vua A Dục đó, không cúng dường một chút cát thôi, mà Phật thọ ký sau này sẽ là vị chuyển lưng thánh vương. Quý thầy thấy không? Đó nghĩa lễ bái chẳng được đứng chính giữa chùa, ấy là để nhường cho vị trụ trì vậy. Có nghĩa là người nào mà đứng trước, chẳng hạn như đứng trước mà tượng Phật với thầy lễ á, là biết người này chưa học cái nghi phép tắc. Để nhường cho ai? Nhường cho thầy trụ trì, nhường cho mấy vị mà gì, chẳng hạn như hòa thượng thì trụ trì thôi, còn với thầy đứng ở đâu? Đứng bên lễ, đúng không? Đó. Thì Sa Dương học xứ ghi nè, sao gọi là trụ trì? Nghĩa là động tịnh chẳng dời, gọi là trụ. Trụ trì rất là khó nha. Sao nữa? Xưa nay chẳng trái gọi là trì, chính là người hoằng dương chánh pháp, tức là thiện tri thức vậy. Song Phật pháp phương Đông thấm nhuần 400 năm có hơn, mà Đạt Ma tổ sư mới đến, lại truyền 8 đời mới đến thiền sư Bách Trượng. Ở trước chỉ lấy tướng đạo giáo thọ, chỗ ở núi non hang cốc chưa có tên trụ trì. Thiền sư Bách Trượng nhân người tu xưa nay xếp hàng quân tập hỏi đạo, chẳng phải vị trí tôn kính thì pháp sư chẳng tôn, mà tên trụ trì từ đây mà mới bắt đầu. Tức có nghĩa là trụ trì là có gì, có ra là do gì? Thiền sư Bách Trượng, Thanh Huy Bách Trượng đưa ra, chứ xưa hiện có. Đó. Lại nữa, trụ trì là tu giới định tuệ, vì dùng tư chất trì pháp nắm giữ đức hạnh chúng tăng, là vì đầy đủ trì pháp tư chất đầy đủ điều thiện, khả dĩ trì mà trụ. Thiền sư Mật Am nói, trụ trì có ba cái không. Thứ nhất á, là việc rắc rối đến chẳng có kinh sợ. Thì mấy thầy mà muốn sau này đã làm trụ trì phải nhớ câu này nè. Có nghĩa là chẳng hạn cái việc rắc rối đến á, người ta đến quậy, đến phá, mấy người say rượu đồ nó đến, mấy thầy cũng kinh sợ hết á, bình thản. Hoặc trong chúng có chuyện gì á, mấy thầy cũng động tâm sẽ thì mới làm trụ trì được. Còn đang trụ trì mà nghe nói là say rượu nãy vô, mấy thầy chạy trước là cũng chưa được, phải bỏ chùa đâu được, đốt chùa sao, đúng không? Cho nên trụ trì rất là khó chứ không phải dễ. Thứ hai á, là vô sự không tìm. Thứ ba á, là thị phi không có biện. Đạt ba không này mới có thể gọi là trụ trì được. Thì đó, quý thầy học thêm cho biết. Thì Thiền Lâm Bảo Quấn ghi á, là đời nhà Tống, thiền sư Phật Quả sắp đi trụ trì chùa Thái Bình, thiền sư Pháp Diễn là sư phụ của ngài, tặng cho ngài 4 câu răng nhắc gọi là Pháp Diễn Tứ Giới. Thứ nhất là có thế lực không nên sử dụng hết. Cái nghĩa với thầy làm trụ trì hay là hoặc làm người lớn á, là mình có thế lực ở trên rồi đó, không sử dụng hết, sử dụng nửa chừng thôi. Tức là sử dụng là 10 phần mà quý thầy sử dụng 5 hoặc 3 hoặc 2 thôi, chứ sạn hết. Hết thì nó tổn cái âm đức của mình. Cho nên quý thầy thấy trong chúng có những vị thầy á, quý thầy để ý là trong chúng có những người cũng là làm những cái chuyện mà trái thanh quy hay gì đó, mà chúng nhiều khi mà chúng mà phụ tá với thầy trụ trì là chịu không được. Nhưng mà thầy trụ trì tại sao có những lúc thầy cũng bỏ qua, là phải dùng cái gì? Có thế lực không nên sử dụng hết, dùng một nửa thôi chứ không dùng hết. Dùng hết đó thì chúng ở được. Đó. Rồi, có phước á, thì không nên hưởng hết. Chẳng hạn như quý thầy làm trụ trì á, thì người ta cúng dường rất là nhiều, mà quý thầy bỏ túi, quý thầy đi chơi, quý thầy ăn, quý thầy uống, hay là quý thầy làm những cái chuyện gì đó thì tổ phước mình. Còn đây người ta cúng dường mình phải chia đều cho đại chúng. Đó. Thứ ba là quy củ không nên hành hết. Thứ bốn là lời nói hay không nên nói hết, nói nửa thôi, còn nửa để lại. Đó. Nghĩa có người lễ Phật ta chẳng được đứng gần và đi ngang qua trước đầu người lạy. Thứ nhất là mất vẻ tôn kính. Thứ hai là loạn phép quán của người, đụng đầu mặt người kia khiến kia sanh tâm phiền não, mắc tội thật không phải là nhẹ. Có nghĩa là mình đang có người mà đang lễ Phật á, thì với thầy không được đi ngang qua đó, đụng đầu người ta rồi mất cái vẻ tôn kính nữa. Nghĩa phàm chắp tay chẳng được 10 ngón so lê, chẳng được bọng chính giữa, chẳng được nhét ngón tay trong mũi, phải bằng ngực cao thấp vừa chừng. Thì ở đây trong chúng có nha, chứ không khó.
Tôi thấy có những vị mà cũng lớn tuổi hạ rồi đó mà chấp tay, tôi thấy luôn chứ không phải không. Gì nè, đó quý thầy thấy không, đúng không? Chấp gì nè, chấp gì là chặt á, mà chấp gì đó là sao? Rồi bỗng chứng giữa là ở đây thì không có, chứ mấy ôm ở miền Trung á là ông cầm cái thước, thường thường mà tụng kinh á ông cầm cái thước đi ngang rồi nè, gõ thẳng vô 10 ngón tay luôn, bóp xuống gì đó. Mấy ôm miền Trung á khó lắm chứ không phải. Mà quý thầy chấp gì cũng được, rồi có những người chấp thì sao? Vô lỗ mũi luôn, tụng luôn. Quý thầy thấy có, rồi tôi thấy rồi không á. Có những quý thầy mà cũng lớn rồi đó. Rồi quý thầy sao, có những thầy mà nhịp theo cái tiếng mà Bát Nhã nữa, nhịp vậy nè, nhịp. Quý thầy thấy để ý trên thiền đường có, quý thầy để ý sẽ thấy. Đó. Là sao mà chấp á, là theo cái tinh thần mà tôi coi trong cái quyển khai thị của ngài Tuyên Hóa là chấp ngang ngực là đúng, chấp vậy nè. Ai biết chẳng hạn như mà chấp ngang ngực bằng gì nè, quý thầy thấy bằng không? Là mà theo cái tinh thần của Sa Di học xứ ghi á, là chấp tay là biểu thị một về tất cả, tất cả về một, là biểu thị biểu lên cái hình tướng đó chứ không phải là chuyện đơn giản. Cứ nghe chấp tay ngang ngực là biểu thị một về tất cả, tất cả chỉ về là một thôi chứ không có hai nữa. Đó, ở đây nói rất là rõ là chấp phàm chấp tay chẳng được 10 ngón so lê, chẳng được bọng chính giữa, chẳng được nhét ngón tay trong lỗ mũi. Nhiều khi mình buồn buồn nó cậy, cậy cái mũi luôn, đúng không? Có những người tôi thấy cậy luôn đó, mà gì phải bằng ngực cao thấp vừa chừng, không có được lên gì cũng được xuống gì, phải ngang ngực, đúng luôn, ngang ngực. Với thầy phải theo dõi gì đó, rồi với thầy đến chùa người ta với thầy tụng kinh ta biết chú này có học quay nghi phép tắc đó, lớn lên nữa chỉ người khác nữa đó. Nghĩa chẳng được lễ bái phi thời, bằng muốn lễ phi thời phải chờ khi người vắng, thầy lạy Phật chẳng được cùng thầy đồng lạy, phải theo sau xa thầy mà lạy, thầy xá người không phép đồng thầy cùng xá, ở trước thầy chẳng được cùng người đồng bậc lạy nhau, ở trước thầy chẳng được chịu cho người lạy mình, tay cầm kinh tượng chẳng được vì người mà xá. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là chẳng được lễ bái phi thời, thì đây mình không có cần. Bởi sao không? Là chẳng hạn như ở chánh điện mà quý thầy lễ phi thời thì cũng được, đúng không? Ở chánh điện nè mình lễ phi thời cũng được, nhưng mà ở thiền đường mình á lễ phi thời có nghĩa là lễ 9 giờ 10 giờ thì cho phép tưởng có Phật tử cũng có chúng lễ gì hết, có mình. Còn mà chẳng hạn như lễ phi thời là quý thầy đắp y đắp hậu mà 9 giờ quý thầy ra chánh điện mà lễ thì cũng được, thấy không? Rất là rõ đó. Rồi chẳng hạn như quý thầy mà đi cùng lượt với thầy chủ trì hay là quý thầy lớn á, là thầy lễ Phật trước rồi quý thầy phải lễ sau nha, nhớ nha, chứ không phải là thầy lễ là quý thầy lễ theo luôn thì nó không đúng pháp đó. Rồi thầy xá người không phép đồng thầy cùng xá, tức là hai người cùng xá một lúc á, thì cũng đúng luôn. Rồi ở trước thầy á, chẳng được cùng người đồng bậc lạy nhau, ở trước thầy chẳng được chịu cho người lạy mình, có nghĩa là người ta người đến đến là lạy hòa thượng đó, quý thầy đứng kế bên á, thì quý thầy phải lắc bàn bên liền quý, mà mấy người thị giả là phải kinh nghiệm cái đó, hoặc người nào mà thị giả cho thầy chủ trì là phải kinh nghiệm cái chỗ đó. Chẳng hạn như thầy chủ trì đang đi có người đến xá thầy cái là mình phải lách sang bên, mình đâu có được hưởng cái lẫy đó, phải không? Tổ phước mình đó. Rồi tay cầm kinh tượng chẳng được vì người mà xá, thì quý thầy đây học chưa? Chẳng hạn như có những người mà cầm kinh tượng á, cầm kinh hoặc tượng thì mình xá thì nó chọc cái pháp, dầu cho thầy chủ trì dầu cho hòa thượng cũng vậy, cũng không được cầm kinh tượng mà xá các ngài. Bởi vì sao? Sa Di học xứ ghi kinh tượng chính là chính người trời còn phải tôn kính, tay cầm kinh tượng tức là Phật ở trong tay, phàm gặp tôn trưởng lão túc đều chẳng có lễ bái, chỉ nói kinh tượng ở trên tay chẳng dám lễ bái, nếu cầm mà lễ bái ấy là người điên đảo. Chẳng hạn như quý thầy mà đang đi trên đường cầm cái quyển kinh, cầm cái tượng của Đức Phật đó, thì gặp hòa thượng cũng có lễ, mà quý thầy phải nói là bạch hòa thượng, trên tay con cầm kinh cầm tượng không có lễ bái được. Và cái thầy gật đầu cái thôi chứ không cách được, mà cầm cái kinh xá xuống một cái thì chọc. Rồi trong Sa Di học xứ ghi cái phép mà cầm kinh với thầy có làm gì nữa không? Có nhiều người tôi thấy làm gì biết nó trái quay nghi mà nó tổn phước mình, nhớ không? Kẹp cái gì? À, kẹp nách. Chúng mình hay bị lắm á, phải không? Đúng không? Mà với thầy nghiệm lại cái nách mình nó thơm hay nó thúi, chín lỗ mà chín lỗ nó tuôn ra thì mình thấy nhiều khi với thầy mà không tắm 3 ngày thứ coi. Mà ở đây nói nè, kinh tượng chính là trời, người còn phải tôn kính, mà tay cầm kinh tượng tức là Phật ở trong tay rồi. Cái thầy nhớ trong thiền thoại cái ghi lại không?
Có nghĩa là vua Tiên Tông á, là có một người mẹ, sau khi mà mất rồi đó thì bà mới về báo là muốn mà mẹ được siêu thoát á, thì mai này đến một cái chùa đó, thì mình nói đại khái thôi, chẳng hạn như đến thì Nguyễn Trúc Lâm thỉnh một vị thánh tăng. Mà sao biết thánh tăng được? Thì mới mách bảo là sao, cho ông gì với thầy coi rồi đó, à, cho ông biển kinh Kim Cang dưới cái cổng chùa đó. Thì sau khi mà trong chùa này ngặt một điều, có một vị tăng là giống như tới điên và thượng vậy, cho nên toàn chúng ai cũng khinh đó. Rồi khinh sau khi mà nói xong rồi, nói thôi bây giờ mà ông muốn đi á, thì ông phải gánh đồ chứ làm thị giả cho đại chúng. Thì sau khi mà đi đến đó thì mọi người á, đều đi qua hết, dẫm cái kinh qua cái kinh hết, gần 1000 chúng tỳ kheo. Thì ông vua ông thất vọng, ông nói là chùa gần hết người mà sao nghe nói thánh tăng thì không thấy thánh tăng gì hết. Sau khi mà cái vị mà thánh tăng này á, giống như tới điên hòa thượng, thì ông lộn nhà ông bay lên liền. Ông nói không dám mà dẫm đạp lên Đức Như Lai. Thì lúc này vua mới biết là đây là thánh tăng, bởi vì là cho Nguyễn Kinh Kim Cang dưới đất mà không ai biết hết, chỉ cái vị thánh tăng này biết thôi, biết là dưới này có Đức Như Lai đang ở mà mình đi qua thì không phải phép. Lộn nhào lên hư không liền, biết đây là thánh tăng. Quý thầy thấy không? Cho nên kinh tượng là không phải chuyện đơn giản. Nghĩa phàm kính lễ phải tinh thành quán tưởng, kinh có dạy bảy phép lạy, chẳng khá chẳng biết. Chú bảy phép lạy là gì? Sa Di học xứ ghi: thứ nhất là lạy ngã mạn, thứ hai là lạy cầu danh, thứ ba là thân tâm cung kính mà lễ. Thì bữa trong cái bài này, trong cái phần tỳ ni là quý thầy học hết rồi, phải không? Thì ở đây chúng tôi thông qua cho quý thầy biết. Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt nói: nếu có người quỳ lạy Phật một lạy, thì từ đầu gối xuống đến lớp kim cương, một hạt bụi là một ngôi vị chuyển lưng thánh vương, được 10 loại công đức. Có nghĩa chỉ cần quý thầy lạy một lạy thôi là quý thầy được gì, kiếp sau quý thầy lên làm một vị gì chuyển lưng thánh vương. Mà một ngày quý thầy lạy bao nhiêu lạy thử coi. À, có những vị vào thất á, là chuyên sám hối, chuyên lạy Phật tốt á, chứ không phải giỡn đâu nha. Ngày xưa chúng tôi vào thất á, là thường chiếu rất là nóng, mà chúng tôi sám hối một ngày 4 lần, đó là chuyên lễ Phật, lạy Phật, lạy tổ đó. Thứ nhất á, là được sắc thân quy diệu, thứ hai lời nói được người tin tưởng, thứ ba là ở trong đại chúng không có sợ sệt. Có nghĩa là quý thầy đứng trước đại chúng, đứng trước số đông mà tâm mình rất là bình tĩnh, ai hỏi gì ai nói gì quý thầy biết rõ hết, là đường đi nước bước của người đó muốn nói gì. Thứ nhất là gì? Thứ ba là ở trong đại chúng không có sợ sệt, không có run sợ. Đứng trước đại chúng mình giống như đứng không có ai gì đó. Mà quý thầy phải lễ Phật thành kính nha mới được được cái pháp thù thắng này. Cho nên có những người kể lại á, là sau khi mà học cái pháp mà giảng sư đó, lên rất là sợ, đông người rất là sợ. Bởi vì sao? Là không có thực tập qua cái phương pháp này. Mà trong cái phần mà giảng sư á, là cái vị mà chủ giảng dạy cho mình thế này, ông cứ lên ông phải nghĩ như thế này: trước đại chúng không có ai hết đó, không có sợ hết đó. Thì cái vị đó quên cái ông nói ra, nói là trước đại chúng không có sợ hết. Nói ra thì dữ biết hết, biết là mình đang sợ, mà chính đang sợ lại tự mình run. Nói không được, quý thầy thấy nó rất là đơn giản. Nhưng mà quý thầy mà đứng trước mà Phật tử mà số đông nhiều á, chẳng hạn như mấy ngàn người á, chính chúng tôi kinh nghiệm á, nói lên rất là run. Chẳng hạn như ở Phú Khánh là có một thầy tôi giấu tên, thầy đó là viết văn rất là hay, nhưng mà một lần lên giảng là thầy run lắm, lên giảng thầy rất là run. Thì bữa nọ cái vị hòa thượng nó nói: bây giờ ông mà run ông cầm sâu chuỗi lên, ông cứ lần này nè, ông lần ông nằm nhiều lần cái lông giảng đó. Thì bữa nay á, biết làm sao cái sâu chuỗi nó mục hay sao á, thầy đang lần thì nó đứt dây nằm cái xà ông xuống, nó thôi từ đây tôi quyết sách là tôi không có bao giờ tôi giảng nữa. Quý thầy nhớ kỹ đêm đó. Cho nên ở đây nói mình được cái pháp thù thắng, đứng trước đại chúng không sợ là mình thành tâm lễ Phật, phải có cái pháp đó thù thắng đó. Mà cái năng lực thù thắng này từ bên trong chứ không phải là ở đâu hết á, từ cái phát xuất từ bên trong đó. Thứ bốn là được chư Phật bảo hộ ghi nhớ. Thứ năm là đầy đủ quay nghi lớn. Thứ sáu là mọi người thân cận và nương tựa, thì ai cũng muốn thân cận với thầy đó. Chính cái điều này quý thầy mà lễ Phật một thời gian, quý thầy sẽ thấy sau này quý thầy đã làm Phật sự rất nhiều người thân cận mà muốn nương tựa với thầy, đúng không? Chẳng hạn thông tịnh bây giờ có rồi đó, mà lễ Phật tụng kinh là người ta muốn nương tựa là thân cận, mà nương tựa thân cận nhớ phải học pháp nha, chứ mà thân cận mà về cái niệm khác là cái chật đó. Với thầy nói cho thân cận nương tựa là nó chật, mà thân cận nương tựa đây là họ đến học pháp với mình, hoặc mình chia sẻ những cái đường đi nước bước, những cái nghịch cảnh trong cuộc đời này với thầy san sẻ thì đúng. Nhớ kỹ đến đó. Còn mà với thầy sao mà cho nó thân cận mà nương tựa cái chuyện khác thì nó chật, rất là rõ.
Ở đây nói là mọi người thân cận và thích nương tựa với mình lắm, là nhờ cái phép lễ Phật này, là tự nhiên người ta thích gần gũi với mình lắm. Mà quý thầy nói gì họ cũng nghe quý thầy đó. Họ về họ để chiêm nghiệm lại, họ thực hành, thì lúc này quý thầy được phước mà người ta cũng bớt khổ, thì nhờ cái pháp lễ Phật đó. Thứ bảy á, là được chư thiên kính mến, tức là các vị cõi trời rất là thương, rất là mến mình. Thứ tám á, là đầy đủ phước báo lớn. Thứ chín là lúc mạng chung sanh về cõi Phật. Thứ mười là mau chóng chứng đắc niết bàn. Như vậy lễ Phật thì đâu có gì ha, vào thất có duyên với thầy lễ Phật đó. Thì chúng ta học qua cái bài thứ bảy, tức là thính pháp. Sa di học xứ ghi, pháp có năng lực trợ đạo, nên cần phải nghe. Tâm tâm của chư Phật đầy khắp trong pháp tạng, dù tự tánh vốn thông, ắt cần phải nhờ thầy truyền dạy. Cho nên lúc giảng pháp, giảng tỳ ni, ắt cần phải lắng nghe và tư duy nghĩ lý, mới có thể khai phát tâm địa được. Cái này rất là đúng nha. Có nghĩa là ở đây trong cái bài thính pháp này á, là tổ tiên lược sư dạy á, là pháp có năng lực trợ đạo nên cần phải nghe. Quý thầy mà nói là bây giờ tôi thông minh, tôi trí huệ, tôi đầy đủ rồi, không cần nghe pháp nữa chậm. Có những lúc á, quý thầy thấy nè, chẳng hạn như á, trong cái quyển sách mà nói về mà 100 bài gì đó, tức là 100 bài giải đáp thắc mắc đó, có cái câu này quý thầy phải để ý nè, là có một người họ đến là hỏi như thế này, chẳng hạn như họ đọc kinh rồi họ nghe pháp, tự nhiên họ xúc động, họ khóc. Như vậy trong giờ phút thực tại đó là cái biểu tướng hay là cái biểu thị như thế nào? Thì đối với thầy, quý thầy trả lời sao? Hả? Thì có những người nói là cái người này á, mà sau khi mà nghe kinh, nghe pháp mà khóc á, là nghiệp nặng. Nhưng mà thiệt ra đúng. Một người mà sau khi mà nghe pháp hay là đọc kinh mà xúc động khóc á, giống như Hòa Thượng ngày xưa, Hòa Thượng kể á, Hòa Thượng coi đến cái chỗ mà thất xứ chân tâm, tức là 7 lần gạn tâm, Phật gạn tâm cho Tôn giả A Nan á, thì Hòa Thượng xúc động khóc. Thì ở đây á, quý thầy nhớ kỹ một điểm nè, giống như á, quý thầy đi xa nhà, phải đi xa nhà rất là lâu, thì một hôm tình cờ quý thầy về quê thăm nhà, được gặp cha mình, được gặp mẹ mình, quý thầy xúc động không? Gặp được người thân là rất là xúc động. Thì ở đây á, một người mà nghe kinh Phật rồi đọc kinh Phật mà xúc động khóc á, là cái chủng duyên người này rất là sâu. Nhớ lại ngày xưa mình đã từng coi qua cái đoạn này rồi, bây giờ nó xúc động, nó tác động lại. Những cái hạt giống mà từ vô lượng kiếp bây giờ nó nảy mầm lên, nó trưởng thành. Mà nhờ cái năng lực này thì quý thầy ở trong đạo không bao giờ khởi một cái niệm mà ra đời, nhờ cái phương pháp này. Cho nên nói là pháp có năng lực trợ đạo, nên cần phải nghe, phải nghe pháp, phải học hỏi Phật pháp. Ở đây nói nè, tâm tâm của chư Phật đầy khắp trong pháp tạng. Có nghĩa là có những lúc á, quý thầy tu mình thấy tự nhiên nó buồn buồn, nó thiếu thốn một cái gì đó, tự nhiên quý thầy lật cuốn kinh ra coi cái tự nhiên nó bớt phiền não, đúng không? Có nha, có những người họ tâm sự với tôi vậy. Chẳng hạn như có những lúc họ phiền não, họ khổ đau gì đó, họ vượt qua được, tự nhiên họ đem một cuốn kinh của Phật ra, họ coi tự nhiên họ vượt qua được những cái nghịch cảnh, những khốn khổ đó đó. Dù tự tánh mà vốn thông, ắt cần yếu phải nhờ thầy truyền dạy đó. Cho nên lúc giảng pháp, giảng tỳ ni, tức là giảng lực á, ắt cần phải lắng nghe và tư duy nghĩ lý, mới có thể khai thác tâm địa. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy: thí như ám trung bảo, vô đăng bất khả kiến, Phật pháp vô nhân thiết, ti huệ mạc năng liễu. Nghĩa: như nguyên ngọc quý giữa đêm dày, không đàn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Có nghĩa là quý thầy mà ngày xưa quý thầy ở ngoài đời đâu biết vô thường là gì, đâu biết khổ là gì, đâu biết vô ngã là gì, đâu biết thập nhị nhân duyên là gì, phải không? Vào đây nhờ Hòa Thượng giảng, nhờ thầy chủ trì giảng, cái mình hiểu, hiểu à, mình phải tu như thế nào, mình phải giữ giới như thế nào, mình phải thực hành như thế nào, thì nhờ người thầy truyền lại đó. Trong kinh Lăng Nghiêm Bồ Tát Giang Thù chọn nhĩ căn viên thông, ngài nói kệ: tôi nay bạch Thế Tôn, Phật xuất cõi ta bà, phương này chơn giáo thể, thanh tịnh tại nghe thanh, muốn vào tam ma đề, thật do cái nghe nhập. Có nghĩa là nhiều khi với thầy nghe cái với thầy tư duy nghĩ lý, tự nhiên thâm nhập vào cảnh giới thiền định, thâm nhập vào cảnh giới thực tại đó, thì phải còn nghe pháp. Mà ở đây á, Bồ Tát Long Thọ nói á, là có 18 điều kiện thuận lợi cần thiết cho việc thực hành nghe pháp.
mà chỉ có loài người mới đầy đủ thù thắng này. Mười pháp đó là gì mà Bồ Tát Long Thọ nói là mình phải luôn luôn mình quán chiếu thật là sâu sắc, thì lúc này quý thầy nghe pháp không có nhàm chán. Thứ nhất là gì? Là may mắn mình thoát khỏi cái cõi địa ngục, có nghĩa là trong giờ phút thực tại này cái cảnh giới địa ngục rất là đau khổ, họ nghe pháp không được, không bao giờ họ hiểu một câu kinh nghĩa lý gì hết đó. Đó, thứ hai á, là thoát khỏi cõi quỷ đói đó, mà trong kinh diễn tả là quỷ đói á, là nó nhìn ở đâu á cũng đều là lửa, nó nhìn cái nhà cũng thấy lửa, rồi nó đang đi trên đường nó rất là đói thì nó nhìn cái cây chẳng hạn như cây hồng, cây bơ của mình đó, thì quý thầy thấy trái đầy hết không, mà nó nhìn vô nó thấy một cái trái nào khô cháy luôn, rồi nó nhìn xuống dòng nước á thì dòng nước nó khô cạn luôn, quý thầy thấy không, nhìn ở đâu đều khô đều cháy hết đó. Rất là đói khát, làm gì mà nghe kinh Phật được nữa. Quý thầy kêu niệm Phật nó niệm cũng được chứ ở nghe kinh, phải không? Rất là rõ. Mà đây Phật nói là cái nghiệp này rất là đa dạng, nhưng mà không ngồi mục đích ba điều kiện. Thứ nhất là keo kiệt, thứ hai là ích kỷ, thứ ba là tập đố. Với thầy chết một cái phục xuống ngạ quỷ liền, khỏi cầu siêu uổng, cầu siêu không được. Nếu mà quý thầy trong tâm niệm mà có gì keo kiệt, ích kỷ và tập đố, chết một cái dầu cho quý thầy tu luôn, uống xuống địa ngục hay là ngạ quỷ, mà cái phèo xuống liền chứ đừng có nói mà ở đây cầu siêu cầu không được. Nãy tôi nói Bồ Tát Long Thọ nói mình phải nương tựa trong cái thánh thiện á, giới định tuệ của mình á, còn đây mà quý thầy mà keo kiệt nè, ích kỷ tập đố là chết một cái xuống quỷ đói liền, mà quỷ đói rất là khổ. Mà đây mình được may mắn cái quý thầy thoát khỏi cái cảnh này, quý thầy biết trị nhật, quý thầy biết hành đường, quý thầy biết nghe pháp, quý thầy biết tụng kinh sám hối, phải nói là cái duyên thù thắng lắm. Tự gì quý thầy, tôi nói ví dụ nè, chẳng hạn như quý thầy đến trong quán nước, quý thầy uống nước, ví dụ nha, quý thầy đang uống nước trong cái quán nước thì quý thầy mới thấy có những người khác nước vào uống, đồng ý không? Chứ quý thầy đi trên cái con đường đi thẳng thì quý thầy thấy ai vào uống nước hết đó. Thì cũng vậy thôi, quý thầy vào đây quý thầy thấy là đủ Phật pháp hết, rồi ai cũng tu hết, quý thầy tưởng rằng chắc bây giờ là tu nhiều, học chánh pháp rất là nhiều, nhưng mà thật ra không đếm trên đầu ngón tay. Nếu mà hiểu được thánh pháp này, biết được chánh pháp mà thực hành về pháp này, một hai người thôi, không có nhiều, rất là rõ. Mà quý thầy được cái túc duyên rất là sâu. Mà ở đây nói là muốn chuyển hóa nội tâm của mình chỉ có thực hành pháp. Mà thực hành pháp ở đây là gì? Là mình quán chiếu sâu sắc được gì? Thoát khỏi cõi quỷ đói này. Tự quý thầy ở đây mà nghe, tôi nói với thầy mà nghe, mình nghe pháp nhiều quá thì nó nhàm. Chứ quý thầy thấy Phật tử một lần mà quý thầy mà có điều kiện mà về nói một bài pháp rất là ngắn thôi, quý thầy họ thấy họ thèm khát, giống như là họ nói giống như là đất mà khô cạn bây giờ gặp mưa gì đó. Phật tử bây giờ họ rất là khao khát về Phật pháp, tôi từng chứng kiến rất là nhiều. Ở đây mình nghe nhiều mình thấy không có gì hết, trong Phật tử rất là tội đó. Thứ ba là thoát khỏi cõi thú hoặc, tức nghĩa là con chó đó, rồi con heo, con bò, con trâu gì đó là thoát khỏi, mình may mắn đó, cái phần thứ ba. Và thứ tư là thoát khỏi cõi chư thiên sống lâu, tức là có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong kinh diễn tả lại á, thì đố với thầy mà tại sao mà chư thiên mà sách mà chuẩn bị mất á, chuẩn bị mà cái thân này nó rã á, thì họ thấy đâm biểu tượng là gì ai nhớ không? Hoa trên đầu héo, rồi mồ hôi chảy nách phải không, rồi không có thích ngồi chỗ ngồi nữa. Thứ ba, thứ tư là gì? Áo quần dính bụi. Thứ năm biết không? Hà quang tắt hết. Sau khi họ thấy những cái biểu tướng gì rồi thì họ quán chiếu là mình sanh về đâu, thì họ thấy rõ à, mình sanh vào, rớt vào cái địa ngục. Thì trong kinh diễn tả cái tư tưởng họ đau khổ gấp 1.000, 1.000.000 lần cái người mà sống ở cõi ta bà này mà chết rơi vào địa ngục. Bây giờ họ đang sống vào trong cảnh giới sung sướng sung túc á, mà bây giờ đùng một cái họ rớt vào cảnh giới xấu, tự họ rất là khủng hoảng hoảng hốt, rất là lo sợ. Cho nên là mình gì, may mắn là mình thoát khỏi cõi chư thiên sống lâu, mình được làm người, mình được nghe Phật pháp. Mà trong kinh diễn tả vào cái đời mà pháp này, mà những người nào mà nghe mà tin tưởng á, tin tưởng về cái pháp thiền tâm á, thì cái người đó là nhiều đời nhiều kiếp căn, cái căn họ rất là sâu, cái chủng tử họ rất sâu dày, cho nên họ bây giờ mới biết được con đường này, họ tu tập, họ hành pháp, không phải chuyện đơn giản đâu. Chứ không thôi nhiều khi quý thầy mà không có căn duyên về thiền á, là nghe nhiều khi quý thầy phỉ báng luôn, phỉ báng rõ ràng luôn, phỉ báng về thánh pháp của Phật, không có tin điều đó. Mà chỉ đây mà mấy thầy nghe, chẳng hạn như nghe hòa thượng giảng, nghe thầy chủ trì giảng, mà quý thầy thấy cảm thấy rung động, có một cái gì nó tác động vào, biết mình nhiều đời nhiều kiếp tu tập. Quý thầy khi nào mà nghe hòa thượng giảng pháp, quý thầy mà lông tóc quý thầy dựng ngược lên không?
Ai có giờ tôi lên thử coi. Thưởng hai cuốn sách. Ai có giờ tôi lên. Đừng ngại có. Cái thầy mà nghe xong rồi tự nhiên cái lỗ chân lông của thầy dựng ngược lên hết. Tóc tai của thầy dựng hết. Biết là mình có căn duyên nhiều kiếp về thiền. Cái con đường thiền này mình phải đi. Chầu cho ai nói là mai ông tu pháp này thành Phật cũng tin. Thì cái pháp thiền là bãi như thế vậy. Đó. Thứ năm á, là thoát khỏi làm một người tà đạo. Đó quý thầy thấy không? Cho nên á, các vị mà thiền sư nói á, là thà 1000 năm không ngộ còn hơn 1 ngày mà quý thầy đi lệch đường. Là cái tà đạo này không có tin, không có chánh kiến. Họ chấp gì? Họ chấp thường, họ chấp đoạn, họ chấp vào những cái chỗ họ thấy. Giống như ai quý thầy biết không? Hả? Giống như cái người nào mà nói bây giờ là gì á, tử gì đạo gì đó, làm cái tùm cái lên 500 tiên nữ á. Đó là cái đó tà đạo á. Đúng không? Quý thầy coi bây giờ thế giới nó hay nói lên những cái đạo đó đó. Là mình mà rớt và sanh vào cái cảnh giới này rồi quý thầy mới thấy khổ đau. Khi nào mà mình chết, mình chết chùm cái mình được sanh thiên, không có chuyện đó. Trong lúc quý thầy làm đó là quý thầy niệm sân, niệm si, niệm tham, đủ thứ niệm hết. Và làm sao mà tái sanh vào những cái cảnh giới an ổn, an lành được. Mà lại có những cái đạo giáo họ tin tưởng vào cái lời chiết thuyết này. Thì mình biết rằng mình được cái phúc duyên, mình không rơi vào cái con đường đó. Chỉ có con đường từ bi, con đường hỷ xả, con đường tình thương, con đường hiểu biết thì mới tái sanh về cảnh giới lành. Vì trong lúc đó cái niệm của thầy sung túc, sung mãn, cái niệm của thầy thương những người khác thì mới thầy mới lên được cõi chư thiên chứ. Còn này mình đang sân hận, chạy vô là cứ cái tự sanh lên đó. Cái chuyện có mà lại họ tin. Cho nên đây là Bồ Tát Long Thọ nói mình được cái pháp thứ năm á, là thoát khỏi là một người tà đạo, tà giáo. Chuyện đó nó không có. Mà đây mình biết được Phật pháp, mình tu về cái pháp thiền này nữa. Đó. Thứ sáu á, là thoát khỏi là một người quan giả, tức là cái người mà sống biên địa. Chẳng hạn như cái thầy mà coi những cái bộ phim á, mà những người mà bây giờ cũng có trên trái đất này luôn, là họ không có mặc áo mặc quần gì hết đó, là sống giống như những con vượn vậy đó. Họ cầm cây mát họ đi săn, họ đi vào rừng mà săn bắn gì đó. Thì hỏi quý thầy sao biết Phật pháp, sao biết chuyển hóa được. Không có một cuộc cách mạng nào mà chuyển hóa nội tâm của họ. Bây giờ không có thiện tri thức gần bên, sao mà chuyển hóa. Mà quý thầy mà rớt vào cái cảnh giới đó rồi là quý thầy chết. Quý thầy nhớ không? Rớt vào cảnh giới đó thì rất là khổ. Rồi thứ bảy á, là thoát khỏi là một người ngu đần. Mà bây giờ nhìn nghiệm lại với thầy, tôi thấy ai cũng thông minh hết, ai cũng có trí huệ hết. Mà bây giờ với thầy nói là với thầy cứ ngơ mà thiệt. Ai mà ngơ đến vài nhà khách tôi cũng dám nhận nữa. Rất là rõ. Mà bây giờ với thầy mặt mũi sáng sủa hết, cái gì cũng sáng láng hết, thì mình có túc duyên rồi. Đó. Thứ tám á, là không ở nơi không có giáo pháp của một Đức Phật. Có nghĩa là ngày hôm nay quý thầy ở đây là đã có giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại. Mà có lịch sử, có chứng tích, có bài bản đàng hoàng thì chúng ta rất là có phước. Thứ 9 là có được một tái sanh làm người. Đó. Thứ 10 có được một tái sanh ở vùng trung tâm nơi có tăng chúng ở. Thì quý thầy sanh ra trong cái cuộc đời này đều gặp chư tăng hết. Có nhiều chỗ không có chư tăng. Đó. Thứ 11 có những cơ quan lành lặn, tức có nghĩa là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều lành lặn hết. Thứ 12 là thoát khỏi những hành động xung đột về pháp. Tức là có nghĩa là mình tin tưởng Phật pháp, mình tu tập Phật pháp chứ mình không có xung đột. Không xung đột có nghĩa là mình không tin tưởng pháp này mà mình vào cái chốn này thì mình có xung đột. Còn đây mình tin tưởng về pháp của Hòa Thượng dạy. Con đường này là con đường chuyển hóa nội tâm thì mình phải đi, thì mình tin tưởng, mình tu mới có kết quả. Còn đây mà quý thầy vào đây, quý thầy ăn cơm ở đây, rồi quý thầy làm gì nữa? Uống nước ở đây, cũng như mà ngày gì, ngày thiền sư Đại An á, có nghĩa là 30 năm ở núi Quy thì không có tu hành hết á. Ăn cơm núi Quy phải không? Gì nữa? Uống nước ở núi Quy, làm cái gì cũng núi Quy, nhưng mà chỉ chăn con trâu thì đúng. Còn đây mà quý thầy vào đây á, ăn cơm chút lâm, uống nước chút lâm mà quý thầy hành cái pháp khác thì bị gì? Bị xung đột với pháp, bị xung đột về pháp, không có kết quả. Quý thầy vào đây mà quý thầy đi theo con đường khác thì nó không đúng. Rất là có nhiều người ở trong này mà đi sai con đường của pháp á, là kiếp sau mình không gặp được cái pháp này nữa. Nhớ nha, không gặp được pháp thù thắng này nữa. Cho nên là Hòa Thượng dạy như thế nào đó, mình biết chắc là con đường này đúng, con đường này chuyển hóa nội tâm trong giờ phút thực tại này thì đi thì đúng, không xung đột về pháp. Mà không xung đột về pháp ở đây là quý thầy phải có túc duyên sâu, tin tưởng về ông thầy của mình. Đó. Thứ 13 là có lòng tin vào thánh pháp, tức là có lòng tin lắm đó. Thứ 14 có sự đản sanh của một Đức Phật trong cái thế giới.
thì có rồi đó, thành thứ tư, kỷ niệm lại, đó, rất là rõ. Thứ 15 là có giáo pháp của một tôn giáo thanh tịnh. Thứ 16 là có sự tồn tại và vững chắc của một tôn giáo thanh tịnh. Thứ 17 là người tin và theo lời dạy của Đức Phật. Có nghĩa mình tin lời của Phật dạy là điều này đúng, chứ không phải sai, điều này là thù thắng. Thứ 18 là có lòng từ bi với những người khác, với thầy con. Có nghĩa là mình biết mình có lòng thương đến người khác là mình biết mình được 18 cái tháp thù thắng mà Bồ Tát Long Thọ chỉ. Kinh Phó Pháp Tạng Phật dạy, tất cả chúng sanh muốn ra khỏi biển khổ sanh tử, ắt phải mượn con thiền thánh pháp mới được độ thoát. Pháp là nước mát trừ lửa dục phiền não, pháp là thuốc hay có năng lực trừ các thứ bệnh. Thì đây quý thầy thấy rất là rõ nè, là Kinh Phó Pháp Tạng Phật dạy là tất cả chúng sanh mà muốn ra khỏi biển khổ sanh tử đó, thì ắt là phải mượn con thiền thánh pháp mới được độ thoát. Tức là nghe pháp, gì nữa, học pháp, tu pháp thì vượt thoát sanh tử, cái gì lá đó. Mà mượn con thiền này, con thường thánh pháp này thì mới được độ thoát. Pháp là nước mát trừ lửa dục phiền não. Bữa nào quý thầy mà phiền não huynh đệ, mình để ý coi, về lọc quyển kinh ra, quyển sách ra, Phật nói phiền não là bị cái gì, sân hận bị cái gì, cái nó chuyển hóa, nhờ pháp nó chuyển hóa đó. Pháp là thuốc hay có năng lực trừ các thứ bệnh. Bệnh gì? Chẳng hạn như quý thầy bệnh tham thì dùng cái thuốc gì? À, bố thí. Pháp mà quý thầy hay sân hận gì đó, dùng cái từ bi. Thì pháp với thầy mà hay khởi niệm dục lên đó, thèm muốn đủ thứ chuyện rồi bất tỉnh, là dùng cái thuốc đó mà uống trong cái gì lạ hết đó. Thì trong kinh Tăng Nhất Tăng Chi Bộ quyển 2 chương 4 phẩm các căn phần bệnh, trang 86, Phật dạy: một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại vườn ông Cách Cô Độc, gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, có hai loại bệnh này, thế nào là hai bệnh về thân và bệnh về tâm? Này các tỷ kheo, chúng ta thấy có chúng sanh tự nhận mình không có bệnh về thân, được 1 năm, được 5 năm, được 10 năm, được 50 năm, cho đến 100 năm. Thì Phật nêu ra hai vấn đề là có hai thứ bệnh, thứ nhất bệnh về thân, thứ hai bệnh về tâm. Nhưng mà có những chúng sanh á, Phật nói là 1 năm đến 100 năm cũng có bệnh, cũng có sổ mũi, cũng có nhức đầu, cũng có gì hết á. Nhưng này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình không có bệnh về tâm, dù chỉ trong một khoảng khắc, trừ những bậc thánh đã đoạn trừ các lậu hoặc. Quý thầy nghiệm đi, quý thầy chiều về quý thầy ngồi thiền nghiệm không? Có cái khoảng khắc nào mà mình tự nhiên mình không phiền não, không khổ đau, không gì hết, chỉ cần một tích tắc thôi, có không? Mà thiền sư Đạo Nghiên nói chỉ cần một người mà trong một tích tắc mà không có những cái thứ bệnh này á, thì người này là gì? Là dẫu cho một người bố thí cúng dường đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới thì công đức không bằng một người chỉ trong một tích tắc không có phiền não, không có khổ đau, không có phiền muộn một cái thứ gì hết á. Đệ nhất tối thượng giữa loài người. Mấy thầy làm được không? Nói thiệt được không? Ai giơ tay lên? Chỉ trong một tích tắc thôi là quý thầy, tự nhiên quý thầy về bây giờ chiều về thử đi, mình ngồi vậy mình đừng phiền não ai hết á, mình cũng đừng có tật đố ích kỷ, mình không có cho một cái niệm nào qua hết á, thì đây là đệ nhất giữa loài người, mà cúng dường hằng hà sa số thế giới trăng bảo không bằng một người chỉ trong một tích tắc thôi. Cho nên Phật mới khẳng định rằng á, mà những người tỳ kheo á, Phật khẳng định luôn là có một cái kho báu vô giá mà chỉ có người tu thiền mới chiêm nghiệm được cái chỗ này, còn ngồi ra là quý thầy chiêm nghiệm được. Có những lúc nào đó quý thầy được chỗ mà thanh tịnh an ổn, quý thầy đi kinh hành mà quý thầy tự nhiên quý thầy không phiền não ai hết, cũng tật đố, cũng ích kỷ, cũng cái gì hết, để nhất giữa loài người dễ làm lắm. Cho nên Phật nói là mình có cái kho báu vô giá đó. Nên Phật nói nè, nhưng này các tỷ kheo, rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình không có bệnh về tâm, dù chỉ trong một khoảng khắc, trừ những bậc thánh đã đoạn trừ các lậu hoặc. Tức là những cái lậu hoặc rơi rớt có sạch hết. Tôi nói thiệt quý thầy, nãy giờ tôi nói là dễ chứ, nhưng mà thiệt ra không dễ. Bây giờ có một vị thiền sư á, ngài chứng minh á, thiền sư thì tôi quên tên rồi, hình như thiền sư Trung Phong, ngài nói á, là sáng sớm ngài bước từ cái ghế này qua cái ghế này, ngài thấy 27 niệm. Thiền sư rồi đó, thấy được 27 niệm.
Tức là từ cái khoảnh khắc này qua cái khoảnh khắc kia, ngài thấy 27 niệm nhỏ quy tới. Mình thì cũng có thấy cho mình đi luôn, không cho đi sang sông luôn, có thấy gì hết. Vì vậy nó không phải chuyện giỡn, cho nên dứt trừ lậu hoặc. Cho nên đến mức độ mà Phật nói chừng nào ông chứng quả vị A-la-hán rồi, ông mới tin tâm ông. Tin tâm mình là gì? Mình đừng có xông pha đó, mình đừng có xung đột. Đó, cho nên là ở đây nói rất là rõ là bệnh về tâm á, thì ai cũng có bệnh đó. Mà muốn dứt bệnh này mình phải uống thuốc, nghe pháp. Đó, pháp là chân thiện tri thức của chúng sanh, làm lợi ích lớn, cứu giúp các khổ não. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh trí tánh không có cố định theo chỗ tập nhiễm. Gần thiện thì thiện, gần ác thì ác. Nếu gần bạn ác liền tạo nghiệp ác lưu chuyển trong sanh tử không có bờ mé. Nếu gần bạn lành khởi tâm cung kính nghe nhận diệu pháp, ắt có năng lực khiến xa lìa tam đồ khổ não. Do đó công đức này thọ cái vui tối thắng thù diệu trong cuộc đời này, tức là nghe pháp. Ở đây nói nè, Phật dạy tiếp nè, pháp là chân thiện tri thức của chúng sanh. Nhờ pháp mình mới bớt khổ, nhờ pháp mình mới biết làm thiện, bố thí cúng dường, làm lợi ích lớn, cứu giúp các khổ não. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh trí tánh không có cố định. Tôi nói thiệt với thầy mà vào đây ai cũng đều mang cái tâm niệm thiện đó, mới vào Trúc Lâm này. Nhưng mà quý thầy biết cái xa xưa trong cái thời quá khứ, cái thầy gieo cái chủng duyên vẫn biết cái vào đây gặp bạn ác, cái nó rủ cái thầy đi, chẳng hạn mình nói ví dụ thôi, đi uống rượu, đi hút thuốc, đi đánh bài, đi đánh số đời. Quý thầy tin mấy thầy đi đánh số đời không? À, tôi bữa lên thành phố nè, cởi là có cái chùa đó chuyên đi đánh số đời, đánh thua rồi mấy thầy cãi lộn với nhau. Ông mấy ông thầy cởi lại, thầy mà đi đánh số đời có chứ không phải không đâu. Cho nên là quý thầy được cái túc duyên tốt, cái quý thầy vào đây cái gặp được thầy lành bạn tốt hướng dẫn mình. Bởi vì quý thầy đâu phải là hay đâu, quý thầy tuy rằng phát cái tâm rất là tốt để đi tu, nhưng mà trí tánh thì nó không có cố định. Nó vào gặp bạn ác thì nó dẫn dắt mình sao theo chỗ tập nhiễm nè. Gần thiện á thì tự nhiên quý thầy thiện à, chẳng hạn như gần bạn lành thầy tốt cái nhắc nhở mình, cái từ đó mình bỏ lần bỏ lần. Chẳng hạn như quý thầy cái tâm niệm quý thầy rất là tốt, vào đây cái những cái chủng tử mà ác pháp á nó chuẩn bị ngủ rồi, thì có người nào thục rác với thầy thục 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 tối đi chơi đi liền, nhớ lại ngày xưa tối đi ngắm trăng ngắm sao quý thầy đi liền. Tự cái tập nhiễm mình nó kỳ lắm. Mà ở đây Phật dạy nè, nếu gần bạn ác á, thì liền tạo nghiệp ác lưu chuyển trong sanh tử không có bờ mé. Mà nếu gần bạn lành á, thì khởi cái tâm cung kính. Khởi cái tâm cung kính là cái người bạn lành mình chỉ. Bây giờ ông phải gì? Ông phải bố thí nè, ông phải cúng dường nè, ông phải lễ Phật nè, ông phải sám hối, ông phải tụng kinh nó một dọc luôn. Tự nhiên cái tăng trưởng phúc đức. Mà cái công đức thiện pháp này á, là mai kia quý thầy mà chết thì cái này nó cứu quý thầy nè. Cái năng lực cái thiện pháp này nó đưa quý thầy đến cảnh giới lành. Đó, nghe nhận diệu pháp ắt có năng lực khiến xa lìa tam đồ khổ não. Không, nghe diệu pháp thôi là có thể chuyển được, chuyển trong cái kiếp này luôn. Nghe được cái pháp thù thắng, chẳng hạn như cái pháp mà tượng dạy đó là cái pháp thù thắng, cái pháp tối thượng, mà nghe được cái thầy tin nhận là phải chuyện đơn giản đó. Thành Phạm nói, phàm tâm học đạo của Sa Di phải như đất hạn ao hồ cạn hết, chẳng nhàm chán nghe nhiều. Có nghĩa là ở đây trong Thành Phạm có nói là phàm tâm học đạo của Sa Di là phải như đất hạn ao hồ cạn hết, chẳng có nhàm chán nghe nhiều, nghe bao nhiêu cũng được hết. Giống như là cái ao quý thầy bây giờ cạn quá rồi, rót bao nhiêu cũng được. Hồi nãy tôi quên nói một khúc chuyện nữa, quý thầy thấy không? Chứ nghĩa là nói là nếu mà gần bạn ác á, thì tạo nghiệp ác, mà gần bạn thiện á, thì khởi cái tâm cung kính làm các việc lành. Thì quý thầy nhớ mà câu chuyện mà mẹ Mạnh Tử không? Mẹ Mạnh Tử đó, chồng mất việc đỡ là đứa con đó, thì bà dọn đến cái chỗ gì, lò heo. Thì một thời gian sau thì bà thấy nó về nhà, nó bắt chước làm heo, thọc huyết thọc đồ vậy. Bà sợ bà quán quá, bà dọn đến cái nhà nghỉ địa. Nhà nghỉ địa thì ba ngày sau bà về, bà thấy nó làm đám, làm cúng, làm gì tụng gì, thổi càn cái gì tùm lum á. Bà quán quá thì dọn đến trường học. Thì mấy ngày sau bà thấy nó đem huyết vỡ ra, nó học rất là cung kính. Thì đúng không? Ở mà ở đâu nó tập nhiễm ở đó. Thứ nhất là dọn đến lò heo thì làm người mổ heo, bắt chước. Rồi sợ quá dọn đến nghĩa địa thổi càn đánh trống. Quảng quá dọn đến trường học thì tự nhiên tập nhiễm. Cho nên cái tập nhiễm này rất là dễ sợ. Đó. Chẳng để thời giờ trôi xuông, nếu gặp pháp sư trên pháp tòa giảng nói kinh luận
thánh pháp liễu nghĩa, phải để tâm rỗng không mà lắng nghe. Đối với người nói pháp tưởng như cha mẹ thầy tổ, đối với chỗ nghe pháp như đói mà được nhận thức ăn, tưởng như chết khát mà gặp được nước. Thì đúng á, thì lúc này quý thầy mới tăng trưởng công đức. Còn đây mà quý thầy nghe nghe cho vui đó, chẳng hạn như có nhiều lúc quý thầy sợ thầy trụ trì quá, thôi đi lên tạ ngồi vậy. Mà tôi nói thật với thầy đừng buồn nha, tôi thấy ông thầy mà ông thầy tùy thông ông cũng hay á. Chứ cái nghĩa mà cái người nào mà đã nghỉ rồi á mà còn mà thục rác thúc người ta lên học á, bảo đảm tôi dạy cũng được cái chuyện đó. Chẳng hạn như cái người nó mà không muốn học mà ép ta lên học á, là tôi ngồi đây nói thiệt á, ông thầy tùy thông dạy cũng là tôi nói ổng là cũng sư phụ tôi á. Chứ thiệt ra cái người nào mà không muốn học là mà họ ngồi dưới họ nghe pháp á, quý thầy giảng cũng khó được lắm, đúng không? Mình dạy cũng khó. Nói sau này quý thầy mà đủ duyên đủ điều kiện rồi, quý thầy đứng lớp á, hay nói khác hơn quý thầy mà ra giảng Phật tử rồi á, quý thầy nhìn xuống mà quý thầy thấy ai cũng chăm chú nghe quý thầy giảng rất là hứng. Còn mình nhìn xuống tôi thấy ai cũng ngủ á, muốn hồi hướng nhanh, rất là rõ. Quý thầy để ý con nghiệm này coi, sau này quý thầy mà đủ duyên ra mình lên pháp tòa giảng Phật tử, nhìn bên trái thấy cũng ngủ, nhìn bên phải thấy cũng ngủ, nhìn tới cũng ngủ, nhìn lui cũng ngủ, thôi đi về cho rồi, hồi hướng gấp, nhớ rằng hồi hướng liền. Hoặc nói khác hơn là quý thầy phải kể một câu chuyện gì mà vui vui á, đánh thức người ta. Chứ còn mà nhìn xuống mà ai cũng ngủ hết thì thôi đi về. Còn ở đây cũng vậy, phải không? Nếu gặp mà cái người mà giảng á, nói kinh luận á, thánh pháp liễu nghĩa là phải để tâm rỗng không mà lắng nghe. Chứ mình đừng có suy nghĩ cái ông thầy này gì, ông thầy chứ gì hết á. Phải để tâm rỗng không mà nghe, mà đón nhận những cái lời pháp này đó. Đối với người nói pháp tưởng như cha mẹ thầy tổ, đối với chỗ nghe pháp như đói mà được nhận thức ăn, tưởng như chết khát mà gặp được nước. Mà sau khi mà quý thầy mà sau khi mà đủ cái túc duyên á, quý thầy mà ra làm Phật sự á, thì quý thầy mới biết được cái ngày xưa quý thầy đến cái pháp đường, quý thầy cung kính pháp á, thì mai kia quý thầy ra hướng dẫn người ta thì nó được là cái quả báo, tôi thấy rõ luôn. Còn quý thầy á, là có những người mà nói pháp á, quý thầy á, có cái tâm mà khinh nhường á, mình cứ nghe đừng có cái tâm khinh nhường, nhớ nha, không có tâm khinh nhường, nghe vẫn nghe, học được bao nhiêu cứ học, mà có cái tâm khinh nhường thì mình bị cái nhân quả. Quý thầy thấy rất là rõ. Đây nói nè, là có người mà nói về thánh pháp liễu nghĩa thì quý thầy phải để cái tâm rỗng không, không có suy nghĩ một niệm nào hết á, thì nghe thì trong giờ phút thực tại này quý thầy được tăng trưởng công đức. Bảo đảm bây giờ tôi nói với thầy nè, cái thầy chiều nay với thầy nghe pháp á, tối với thầy trúng gió với thầy sợ không? Trúng gió mà chết á, chứ không phải sống nữa. Sợ không? Ai sợ giơ tay lên. Chẳng hạn như với thầy nghe pháp á, chiều với thầy đi ngang qua cái bụi cỏ, bụi cây này có con rắn nằm cái phụp, với thầy ngã bụp chết. Với thầy sợ không? Không có sợ. Bởi vì Khổng Tử nói sao? Sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng cam. Sáng nghe một câu nói pháp thôi, diệu pháp thôi mà rót vào đây trong cái chủng tử tàng thức này, mà cái thầy vừa chết tái sanh về cõi trời, cõi lành liền. Bởi vì trong giờ phút thực tại này không có một niệm nào thứ hai hết. Cho nên Khổng Tử khẳng định á, sáng nghe đạo lý, chiều chết cũng vui. Đó, vui không? Vui thì nghĩ. Cái thầy hồi hướng à. Bây giờ chụp tay hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thiện nguyện độ pháp ma môn vô thời nguyện học phần đạo vô thường thời nguyện thành